Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện phương thức ly hôn của hào môn. Tác giả, nhược ương quân, thể loại, đam mỹ, ngược, trình trạng hoàn 44 chương. Văn án, trước khi kết hôn một ngày, sở minh bị ép ký một bản hợp đồng. Vị hôn phu của câu từ trên cao nhìn xuồng cậu, lạnh lùng nhà ra một câu, làm bạch phu nhân 3 năm, sau 3 năm cút ra khỏi bạch gia Sở minh, qua 3 năm, ánh trăng sáng của Bạch Giật trở về nước. Sở Minh gửi cho Bạch Giật một tin nhắn, ly hôn đi. 20 phút sau, người đàn ông phong trần mệt mỏi đã đến, một tay túm lấy Sở Minh ấn vào trong ngực mình, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một, giả ánh trăng sáng, ban đầu công đầu nước vào, về sau chịu và mặt rất thảm. Hai, thụ đạo diễn mình thản thông dòng ích công tổng tài cố chấp lạnh nhạt. Ba, thế giới giả tưởng, hôn nhân hợp pháp, đề cập đến giới giải trí, không liên quan gì với người thật. Chương 1, trong tiệc cưới, một đôi tân nhân vừa mới trao đổi nhẫn cưới, dưới sự chúc phúc nhiệt liệt và tiếng hoan hô đang theo thứ tự kính rượu khách ở từng bàn. Lúc đi ngang qua một bàn tiệc, động tác bưng rượu của chú rể vô cớ khựng lại, ánh mắt dính trên thân một người. Đó là một thanh niên có bề ngoài tuấn tú văn nhã, thân mặc một bộ tây trang thích hợp tinh tế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất vừa thanh nhã vừa tự nhiên phong độ nhẹ nhàng khiến người ta không thể rời mắt người này đang mỉm cười nhìn về phía chú rể đang ở phía xa xa nâng ly rồi sau đó dứt khoát uống một hơi cạn sạch cá chú rể ông xã cô dâu nắm lấy cánh tay anh dịu dàng hỏi làm sao vậy không không có gì chú rể nói chúng ta đi qua bên kia trước đi anh dịu dàng dẫn vợ đi về phía bên kia, ở phía sau bọn họ, thanh niên thu hồi tầm mắt, buông ly rượu đã hết xuống. Anh ta nhìn nhìn thời gian, đứng dậy, một mình rời khỏi khách sạn đang chìm trong ồn ào náo nhiệt. Tí tách, tí tách, tháng ba đúng là tháng nhiều nưa, sở minh trống ô, đứng trên bậc thềm khách sạn nhìn mưa như sâu thành từng chuỗi châu ngọc rơi xuống. Một chiếc xe hơi màu đen, phá tan màn mưa mà đến, vững vàng ngừng lại trước khách sạn. Sở Minh khom lưng ngồi vào ghế sau của xe, nơi đó đã sớm có một người đàn ông với sắc mặt lãnh đạm đang chờ, người này đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đã về rồi, anh không mở mắt, tiếng nói trầm thấp từ tính, lộ ra áp lực khiến không khí khẽ run, giọng điệu lãnh đạm như nước, không nghe ra được cảm xúc gì trong đó. Sở Minh, ừm, một tiếng, hàng mi vừa nhỏ vừa dài hơi rũ xuống, tầm mắt cậu dừng lại trên tay người đàn ông giữa ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng có một chiếc nhẫn màu trắng bạc, kiểu dáng hoàn toàn không giống với nhẫn mà sở minh đang đeo, bởi vì đó không phải là nhẫn kết hôn của bọn họ. Ai ai cũng nói sở minh gả cho bạch giật là vì quyền thế của bạch gia, mà bạch giật lại có một ánh trăng sáng, quen biết khi học cao trung cấp 3, yêu thương nhau nhiều năm, bởi vì có sự xuất hiện của sở minh nên mới chia tay. Sở Minh thật sự rất đồng ý với cách nói này, nếu Bạch Giật không yêu ánh trăng sáng kia, cũng sẽ không mãi đeo chiếc nhẫn này. Nhẫn mà ánh trăng sáng đưa anh, đưa tôi về đến nhà là được, cảm ơn. Ngày hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt, sở minh khẽ thở dài, ngửa đầu xoa xoa ấn đường. Cậu dựa lưng vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, mãi đến khi xe ngừng lại trước cửa nhà mới mở mắt ra, bung dù xuống xe. Nước mưa chảy dọc theo mặt dù thành những sâu trâu rơi xuống, sở minh dường như nhớ đến việc gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, tối nay anh có rảnh không bạch giật nghe vậy cũng không chút để ý mà chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ quý giá lạnh như băng trên cổ tay anh nói có một cuộc họp sở minh cười cười không nói thêm gì xoay người bước vào bên trong màn mưa như vải được dệt kia xe hơi màu đen người đàn ông cách cửa sổ xe nhìn chăm chú sở minh đã đi xa mãi đến sau khi thân ảnh rắn giỏi của thanh niên biến mất sau cửa lớn của biệt thự anh mới bình tĩnh thu tầm mắt lại về công ty biệt thự quảnh quẽ không có hơi người, sở minh tùy ý bỏ chiếc ô đã ướt đẫm vào giá dù đặt trong huyền quan vừa sửa sang lại ống tay áo vừa bước nhanh về phòng. Xoan quan, huyền quan, một thuật ngữ dùng trong phong thủy, chỉ khoảng không gian ngăn cách giữa cửa nhà và phòng khách. Cậu tắm rửa đơn giản một cái, dùng nước ấm cọ rửa một thân ướt hơi nước đến sạch sẽ. Sở minh thở vào một hơi, vừa xoa tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm. Di động trên đầu giường vừa vặn vang lên, trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc mà cậu còn vừa mới gặp mặt người kia. Bọt nước chảy xuống dọc theo sợi tóc ướt át, bắn lên màn hình một chút bọt nước nho nhỏ. Sở Minh tùy ý lau đi vệt nước kia, cầm di động lên. Điện thoại kết nối, cậu mang theo ý cười trêu chọc, nói, ngày đại hỷ, không ở bên cô dâu mới nhiều hơn sao. Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, rồi sau đó thấp giọng nói, A Minh, xin lỗi, Tôi không biết bọn họ cũng gửi thiệp mời cho em, tôi." Sở Minh một tay cầm điện thoại, tay kia dựa vào đầu giường. "Anh đúng là nên xin lỗi, nhưng không phải với tôi, mà là với vợ anh." Cậu nói, "Hôm nay là hôn lễ của anh, còn phải nhắc nhở một chút, chúng ta đã chia tay được 3, 4 năm rồi." Ngụ ý của cậu chính là, người ta đã sớm quên cả 800 năm rồi, lấy đâu ra mà lắm nỗi nhớ nhung tình cũ như vậy. Người bên kia cũng nghe hiểu được vội la lên, nhưng mà, rõ ràng em là người đầu tiên rời đi. À, ngại ghê, sở minh nói, đó là vì đã đến giờ tôi hẹn bạch giật. Bên kia không hé môi, sở minh, không còn lời gì để nói, không còn gì vậy tôi cúp trước. Đỡ đã em biết đấy, tôi và cô ấy chỉ là liên hôn thương mại, căn bản là không có tình yêu. Anh ta nói, A à Minh, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc trước chúng ta... Dừng dừng lại sở minh đơn giản làm cái động tác tay đầu tiên tôi không biết cũng không cần phải biết tiếp theo đường tống đừng quên anh đã là người trưởng thành nếu anh đã cưới cô ấy thì phải lấy ra được chút trách nhiệm làm đàn ông cô ấy là vợ anh không phải là những người khác cậu không để cho người bên kia gấp gáp muốn nói gì đã tặng thêm một câu một câu cuối cùng tôi muốn cúp điện thoại đường tống vốn định tranh luận tiếp nghe xong câu này cũng chỉ đành nuốt ngược lại Tạm dừng vài giây, dường như đang suy xét xem cuối cùng nên nói cái gì. Ánh mắt Sở Minh đảo không mục đích trong phòng, bỗng nhiên dừng ở một chỗ. Cậu bắt đầu đi về phía bên kia, một bên khác của giường đôi, Sở Minh kéo tủ đầu giường ra, lấy một chiếc túi bằng giấy đã được niêm phong kín từ trong chỗ sâu nhất của ngăn tủ. Đúng lúc này, Đường Tống ở đầu dây bên kia mở miệng. "A à Minh, nhiều năm như vậy rồi, hắn đối xử với em tốt không?" sở minh đang nghiêng đầu dùng bà vai kẹp di động chuyên tâm mở túi giấy bị phong kín bất chợt nghe được lời này đầu tiên là cậu sửng sốt sau đó là bật cười thành tiếng quả nhiên là vẫn muốn hỏi vấn đề này cậu nói thế nào các anh đều cảm thấy tôi trôi qua những ngày rất thảm sao đường tống chỉ cần bạch giật có một chút quý trọng đối với em thôi cũng sẽ không sở minh lại cắt ngang lời anh ta lần nữa cảm ơn đã quan tâm không cần anh nhọc lòng Cậu thản nhiên nói, cứ như vậy đi, mau đến chỗ cô dâu mới của anh đi, nha, tạm biệt. Nói xong, sở minh ngắt hẳn cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên. Một sấp tài liệu rơi ra từ trong chiếc túi bị phong kín, đây là một bản hợp đồng, là hợp đồng hôn nhân mà sở minh ký với bạch giật vào một ngày trước hôn lễ. Sở minh lật xem bản hợp đồng này, cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi cậu ký nó, nhớ rõ biểu cảm khi vị hôn phu của cậu ném bản hợp đồng này xuống trước mặt cậu. Kinh thường, hờ hững, cao cao tại thượng dường như không có mấy thay đổi so với hiện tại. Giữa bọn họ vốn dĩ không có cái gọi là tình yêu để mà nhắc đến. Cậu chỉ làm bạch phu nhân 3 năm, sau 3 năm thì rời khỏi bạch gia. Mà tính toán thời gian, ngày bọn họ ly hôn hẳn là còn một tháng nữa. Sở Minh ném bản hợp đồng này lên đầu giường, xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc chạng vảng, khách sạn đưa đồ ăn đến, bày đầy cả một bàn. Sở Minh đang khoanh tay nhìn một bàn đồ ăn không phải do cậu gọi, thì nghe thấy tiếng đập cửa. Chị dâu, chị dâu, là em, mau mở cửa đi. Một chàng trai trẻ tuổi cười hì hì ló đầu ra từ sau cánh cửa, cua cua bánh kem trong tay. Sinh nhật vui vẻ, khách sạn đã đưa đồ ăn đến hết chưa? Là cậu gọi à, cảm ơn, một tay sở minh nhận lấy bánh kem, một tay chọn một đôi dép đi trong nhà từ trên giá đặt xuống bên chân cậu ta. Cảm ơn cái gì, Hôm nay sinh nhật chị mà, Bạch Phù Tinh vừa đổi giày vừa nói, ôi, anh em đâu? Sở Minh đặt bánh kem xuống bàn trà, nói anh ấy ở công ty. Bạch Phù Tinh sửng sốt, công ty, hôm nay chính là sinh nhật chị mà. Đờ chị dâu từ từ đã, để em gọi điện mắng anh ấy. Cậu ta nói xong lập tức muốn lấy di động ra, lại bị Sở Minh đè tay lại. Không cần, anh ấy đang họp, lại đây ăn cơm đi, tôi đã đói rồi. Hả, vậy được rồi, Bạch Phù Tinh vừa nghe xong quả nhiên lập tức buông di động, lại ba bước gộp làm hai chạy vào phòng bếp, em đi lấy bát đũa, chị dâu ngồi đi. Đợi lát nữa chị nhất định phải nếm thử món canh phỉ thúy Bạch Ngọc kia, đó chính là em cố ý kêu khách sạn làm. Sở Minh ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cúi đầu nhìn di động của bản thân. Bản tin trong di động trống không, vừa khéo nổi lên một tin tức giải trí. Người nắm quyền của Bạch Gia cùng đi ăn tối với ảnh hậu, cử chỉ thân mật, thật thật giả giả công bố tình yêu. Ánh mắt của sở minh ngưng lại, click mở tin tức giải trí kia. Mở đầu tin tức là một bức ảnh được phóng to, nhà hàng xa hoa, ánh nến, rượu vang đỏ, thảm đỏ làm bằng nhung tơ, gò má anh tuấn lạnh nhạt của người đàn ông, anh đang cục mắt nhìn chằm chằm thực đơn, đối diện anh, một cô gái trẻ tuổi có trang dung tinh xảo đang nâng cầm, ý cười nhẹ nhàng chăm chú nhìn anh. Người đàn ông mặc tây trang đi giày da. Cô gái mặc váy đỏ chân bắt chéo, hai người ngồi cùng nhau, trai tài gái sắc, tựa như một đôi giai nhân. "Chị dâu, chị nhìn cái gì mà nhìn đến nhập thần như vậy?" Đúng lúc này, Bạch Phú tinh cầm hai bộ bát đũa đi từ trong phòng bếp ra, thấy Sở Minh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như đang suy tư gì đó, không nhịn được tò mò hỏi. Sở Minh khẽ cười, nụ cười kia của cậu dường như hơi miễn cưỡng, rất nhanh đã thu lại. "Không có gì đâu, ăn cơm thôi." buổi tối sở minh tiễn bạch phủ tinh về xong thì quay trở về phòng mình bởi vì trên bàn ăn uống thêm mấy chén rượu đầu váng mắt hoa đi ngủ cũng sớm hơn so với thường ngày sau nửa đêm bên ngoài mưa to gió lạnh kéo theo mưa chui vào từ cánh cửa sổ chưa bao giờ đóng trong lúc sở minh nửa mê nửa tỉnh bị đông lạnh yên lặng cuộn mình vào trong chăn tơ tằm trong hoảng hốt cậu giống như nghe được tiếng mở cửa thật nhẹ tuy rằng rất muốn mở mắt ra xem nhưng dưới tác dụng của cồn mí mắt trở nên nặng chịu đến mức khó mà nâng lên nổi, trạng thái toàn thân đều không ổn, chỉ có thể cứ mê mê tỉnh tỉnh mà nằm đó. Trong bóng đêm, hơi nước vừa ướt vừa lạnh thong thả đến gần, một thân ảnh thon dài trầm ổn dừng lại bên mép giường. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Sở Minh cảm thấy có ánh mắt đang dán trên người cậu, trong nhẹ nhàng bâng cua lại mang theo một chút tỉ mỉ, giống như một con sư tử lâu năm đang đi tuần tra lãnh thổ của mình. Ánh mắt kia khiến cậu cực kỳ không thoải mái, sở minh xoa xoa ấn đường, miễn cưỡng nâng nửa người dậy, muốn mở công tắc đèn trên đầu giường. Kết quả là mới dậy được một nửa cậu đã bị người đàn ông ấn bả vai xuống, dễ như chờ bàn tay mà đè cậu dưới thân. Tay cậu bị bắt lấy, ấn lên trên gối, trong bóng đêm cậu bị bắt đối diện với ánh mắt thâm thúy của người đàn ông trong đó cũng toàn là lạnh lùng, không hề có một chút gợn sóng. Sở Minh yên lặng cắn chặt răng, mơ mà nghe thấy bạch giật nói gì đó bên tai cậu giọng nói mơ hồ khó mà nghe ra tiếng ngày hôm sau sở minh tỉnh lại trong đau nhức bên kia giường lạnh như băng không hề có dấu vết có người từng nằm hẳn là bạch giật đã về công ty sở minh dựa vào đầu giường nhíu mày ấn huyệt thái dương vài cái lấy một bình thuốc ở đầu giường đổ ra hai viên trực tiếp nuốt vào cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mặt mày lạnh lùng tâm tình không được tốt lắm mưa cả đêm cuối cùng cũng nhỏ lại vào sáng sớm từ chân trời lóe ra một tia nắng nhạt áo gió màu khoi bị gió thổi bay lên một góc sở minh chậm rãi đi vào gara phát hiện bên trong nhiều thêm một chiếc xe thân xe màu tối lóe sáng vẻ mới tinh đường cong sắc bén lưu loát là một mẫu giới hạn mới được tung ra thị trường không lâu chìa khóa xe cũng đặt ở một bên chờ người vào lái đi bất cứ lúc nào sở minh cũng không thèm nhìn đến chiếc xe kia đi ngang qua nó Nửa giờ sau, cậu lái xe của mình vào bãi đỗ xe của một bệnh viện. Lúc này bệnh viện còn chưa có bao nhiêu người, khi Sở Minh đi vào cửa bệnh viện vừa lúc lướt qua một cô gái đang vội vàng đi ra, giây tiếp theo, cậu đã bị cô gái kia xoay người bắt được tay. "Aiyo, đạo diễn Sở." Móng tay được sơn của cô gái ấn lên mu bàn tay của Sở Minh, mỉm cười cản cậu lại. "Khéo vậy à, thế mà lại gặp được anh ở chỗ này. Không biết có phải cố ý hay không?" móng tay cô tay dùng sức đâm vào thịt, sở minh hơi nhíu mày, tách tay cô ta ra. Cô gái trước mặt này cậu cũng không lạ gì Dương Mân, minh tinh hạng nhất đang Hùng, nổi tiếng ảnh hậu mới nhận giải, cũng là đối tượng xuất hiện trong tai tiếng đêm qua với bạch giật. chương 2, đã có may mắn gặp được đạo diễn sở, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống chút trà tâm sự đi. Ở cửa bệnh viện, khóe môi Dương Mân hơi nhếch lên, thật ra tôi vẫn luôn rất thích phim điện ảnh của đạo diễn sở, nhất là bộ không không cần sở minh thản nhiên nói tôi còn có việc lần sau rồi nói tiếp dương mân đảo tầm mắt qua một bên sau một lát thì hất hất một bên mái tóc xoăn bày ra vẻ tiếc nuối vậy được rồi thật đáng tiếc lần sau chúng ta lại gặp cô ta xoay người chậm rãi giẫm đôi giày cao gót đi xuống bậc thang của bệnh viện đây là một bệnh viện tư nhân có các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm khắc dù cho diễn viên có lộ mặt thì cũng không có ký giả vây quanh Sở Minh nhìn bóng dáng của cô ta biến mất trong tầm mắt xong mới xoay người bước vào đại sảnh của lầu một bệnh viện. Trong phòng bệnh đơn tràn ngập mùi thuốc khử trùng, một ông lão đang an tĩnh nằm ngủ trên giường bệnh trắng như tuyết, quanh thân cắm đầy các loại dụng cụ. Sở Minh buông khăn mặt ấm trong tay xuống, cúi người dịch góc chăn cho ông lão, sau đó im lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ, gần đây ông nội tôi thế nào? Mấy ngày nay bệnh tình của người bệnh có chuyển biến tốt, nhưng vẫn cần phải quan sát một khoảng thời gian. Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức điều trị thật tốt cho ông ấy. Cách một lớp cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, Sở Minh nhìn về phía ông lão, sau một lát mới nói cảm ơn, vậy xin nhờ bác sĩ. Bác sĩ khách sáo vài câu, xuyên qua kính mắt quan sát người thanh niên trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm khái. Ông lão trong phòng bệnh đã nằm ở đây 3 năm, vậy mà mỗi tuần người thanh niên này đều sẽ đến thăm người, gió mặc gió, mưa kệ mưa. Trong bệnh viện này, bác sĩ đã thấy không ít nam nữ vì tranh đoạt gia sản mà ném người già trong nhà ở bệnh viện không màng sống chết, ngẫm lại thanh niên này, thật là hiếm có. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt bác sĩ không khỏi lộ ra mấy phần thân thiết đối với sở minh, đưa cậu đến cửa thang máy. Lúc đến bệnh viện, ngoài trời còn quang đáng, khi rời đi bên ngoài đã có mưa nhỏ. Trên đường bị kẹt xe, sở minh bị kẹp ở giữa một dòng xe dài thật dài cậu chán muốn chết nhìn cần gạt nước xẹt qua trước mắt hết lần này đến lần khác lúc này có người gọi điện thoại cho cậu sở minh vừa nhấc máy người bên kia lập tức hăng hái cao giọng nói tôi có thể coi là đã trở lại gần đây đã nhịn chết tôi rồi buổi tối cậu có thể cùng tôi đi tụ họp một chút không mạnh thiếu sở minh mỉm cười không sợ chú mạnh tóm anh từ bên ngoài về à ha hiện tại ông ấy không quản nổi tôi mau mau, hẹn địa điểm 7 giờ tối, vậy chọn hội sở XX kia, cậu thấy sao? Sở Minh nói, được, đến lúc đó tôi qua tìm anh. Được, đến lúc đó tôi gọi thêm mấy người, đã hẹn rồi thì không được thất hứa. Biểu môi một cái, người bên kia vô cùng vui vẻ cúp điện thoại. Ngắt điện thoại, Sở Minh gửi cho Bạch Giật một tin nhắn ngắn. Lát tôi đến công ty của anh, buổi tối đi ra ngoài với Mạnh Du. Tin nhắn ngắn gửi đi cũng không nhận được hồi âm như thường ngày, đoàn xe phía trước bắt đầu từ từ di chuyển, sở minh cất điện thoại đi, đạp chân ga. Cậu chưa về nhà ngay mà đến công ty của Bạch Giật. Cao ốc màu lam mạnh mẽ đứng sừng sững trong trung tâm thành phố, trong màn mưa bốn chữ lớn, ảnh thị Bạch Thịnh hiện lên vừa lạnh vừa chói. Sở minh vốn định trực tiếp đi tìm Bạch Giật, không ngờ vừa đi vào đại sảnh đã bị lễ tân ngăn cản. Xin lỗi tiên sinh, không có hẹn trước thì tôi không thể đưa anh đi gặp Bạch Tổng. Lễ Tân là một nữ sinh nhìn qua mới vừa vào làm, cũng không nhận ra sở minh, xin anh đăng ký ở đây trước, chờ có lịch hẹn lại quay lại. Hừ, lại một người nữa, thật mất mặt, hiện tại ai cũng không biết xấu hổ đi vụng trộm với Bạch Tổng. Một đôi minh tinh nhỏ tuyến 18 hi hi ha ha đi qua phía sau sở minh, giọng nói lộ vẻ trào phúng. Lễ Tân cao mày, vừa định nói gì đó lại chỉ thấy sở minh khoát khoát tay với cô cậu lấy di động ra gọi một cuộc cũng không bao lâu cửa thang máy chuyên dụng mở ra một cô gái mặc âu phục được cắt may cẩn thận sạch sẽ lưu loát vội vàng đi đến Mèn miệng cười với sở minh đạo diễn sở hôm nay rảnh rỗi đến đây à ừm đến tìm bạch giật sở minh nói anh ta lại đang họp à thư ký lạc tô của bạch giật cười nói vâng chỉ là hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc tôi dẫn anh đi được rồi Cô quay về phía lễ tân đang hoảng loạn, nói, vị này chính là đạo diễn sở, bạn tốt của Bạch Tổng, sau này anh ấy tới cũng không cần đăng ký. Lễ tân lên tiếng đáp lời, lại xấu hổ liếc sở minh một cái, mang hàm ý ấy náy. Thật ra sở minh cũng không ngại, hôn nhân của cậu và Bạch Giật không công khai với bên ngoài, cho nên chỉ có một số ít người biết quan hệ của bọn họ bị hiểu lầm như vị lễ tân vừa rồi đã không phải là lần đầu nữa rồi. Hai Minh Tinh nhỏ đã cười nhạo cậu ở cách đó không xa hơi biến sắc, vừa xấu hổ vừa hốt hoảng, đợi ở một bên đại sảnh chưa được bao lâu đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cửa thang máy trên dụng đóng lại, Lạc Tô bấm xong phím tầng 12, xoay đầu nói với Sở Minh, đạo diễn Sở, đã lâu không thấy anh đến. Sở Minh, gần đây đều không có thời gian, huống hồ tôi không phải người của Bạch Thịnh, thường xuyên tới cũng không hay lắm. Lạc Tô cười hì hì, tuy anh không phải đạo diễn của Bạch Thịnh nhưng anh là bà chủ của Bạch Thịnh đó nha. Hơn nữa mỗi lần anh tới, tôi đều không cần nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia của ông chủ. Sở Minh cười cười, không nói gì. Thang máy rất nhanh đã đến tầng 12, Bạch Giật còn đang họp, Lạc Tô rót trà cho Sở Minh xong, nhận được điện thoại lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Phòng làm việc rộng rãi thoang mát không còn ai khác, cách bày trí cũng không thay đổi mấy so với lần trước sở minh đến. Cậu bưng trà nóng dạo quanh một vòng, phát hiện trên bàn làm việc nhiều thêm một khung ảnh. Trong khung ảnh có một bức ảnh kỳ lạ, trong ảnh cũng chỉ chụp bóng lưng mà không thấy được khuôn mặt. Không biết tại sao Sở Minh luôn cảm thấy bóng lưng kia nhìn có hơi quen mắt, không nhịn được cầm lên quan sát một hồi. Cuối cùng cậu vẫn không nhìn ra được cái gì, ngay lúc cậu chuẩn bị buông khung ảnh trong tay xuống, từ phía sau vang lên một giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng. "Buông" bộ tây trang màu tối quý giá bọc quanh thân hình cao mất thon dài của người đàn ông, bạch giật lạnh mặt bước nhanh về phía cậu, còn chưa đợi sở minh kịp làm ra hành động gì đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, cứng rắn đoạt lại khung ảnh trong tay cậu. Sở minh bị đẩy lui về phía sau một bước, trải qua một đêm dằn vặt, thắt lưng đụng phải cạnh bàn làm việc sắc nhọn khiến cậu đau đến nỗi rên khẽ một tiếng. Bạch giật liếc cậu một cái, trà lau khung ảnh kia một cách tỉ mỉ, rồi nhẹ nhàng đặt lại lên bàn làm việc thái độ quý trọng của anh rất khó để không khiến sở minh liên tưởng đến ánh trăng sáng kia bởi vậy đại khái đã có đáp án về người chụp trong ảnh xin lỗi đã động vào đồ của anh sở minh nói hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với anh một việc nếu như là nói nhảm thì không cần nói bạch giật hờ hững nói tôi không có thời gian nghe cậu nói cái này sở minh sớm đã quen với thái độ của anh bây giờ cũng chỉ bình thản dĩ nhiên không phải nói nhảm tôi chỉ muốn nhắc anh hôn nhân của chúng ta. Bạch Tổng, trùng hợp là đúng lúc đó là tô vội vã đi tới, vội vàng nói có một hạng mục cấp bách xảy ra chút sai sót, cần anh đi qua thị sát một chuyến. Nửa câu sau sở minh định nói bị cắt đứt, mà Bạch Giật cũng không định ở lại để nghe cậu nói tiếp, anh đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Sở minh, dưới tình hình khẩn cấp, Lạc Tô cũng đã quên trong phòng làm việc còn có sở minh, bấy giờ chợt nhận ra, vội vàng muốn nhắc nhở Bạch Giật, kết quả là bạch giật chỉ bỏ lại một câu, đưa cậu ta về, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp rời đi. Ngại quá, ngại quá, khiến anh trở về tay không một chuyến rồi. Lạc Tô không thể làm gì khác hơn là ấy náy nhìn về phía sở minh, vậy hay là, anh chờ anh ấy về nhà rồi lại nói vậy. Sở minh lắc đầu, quên đi, ngày mai tôi quay lại. Bạch giật rất ít về nhà, cũng sẽ không nhận điện thoại và trả lời tin nhắn của cậu, huống hồ loại chuyện thế này nên gặp trực tiếp rồi nói mới là phương thức giải quyết tốt nhất tuy rằng không rõ tình hình bên trong lắm nhưng lạc tô hiểu là mình đã phá hỏng chuyện giữa hai người không thể làm gì khác hơn là nói một loạt lời ấy này sau đó lại đưa ra đề nghị để tài xế của bạch giật đưa sở minh về nhưng bị sở minh từ chối cậu không về nhà ngay mà là lái xe vòng vài vòng trên đường tiêu phí hết thời gian một buổi chiều xong mới chạy đến chỗ đã hẹn với mạnh du Mạnh Du là một phú nhị đại không đàng hoàng mà cậu biết, bình thường đều thích đua xe đánh bài, mấy năm trước đột nhiên nổi hứng muốn tiến quân vào giới giải trí, náo loạn với người nhà mấy lần, cuối cùng khiến ba anh ta nắm lỗ mũi đưa vào hàng ngũ nhóm người mới nhảy dù trong bộ phim đầu tay của Sở Minh Thanh Hà. Công Chi An, nhảy dù chỉ người nghiệp dư, giữa đường dễ ngang làm nghề này. Trong đó anh ta diễn vai nam số 3, cũng coi như ông trời thường bát cơm, ngay lần đầu quay chụp đã phát huy xuất sắc. Về sau bộ phim kia của Sở Minh còn lấy được giải đạo diễn xuất sắc nhất, Mạnh Du cũng theo đó mà tiểu bạo một thời gian, lúc đang ở đỉnh cao, mắt thấy tiền đồ sau này rộng mở, anh ta đột nhiên rút khỏi làng giải trí. Lý do rút lui là ngại quay chụp vừa mệt vừa khổ nên không muốn làm nữa, loại lý do này càng khiến ba anh ta tức giận hơn, từ đó về sau thì không còn quản đứa con trai này nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Tuy rằng sự nghiệp trong làng giải trí của Mạnh Đại thiếu gia thất bại, nhưng quan hệ giữa anh ta và sở minh vẫn luôn duy trì qua nhiều năm như vậy vẫn không nhạt đi khi sở minh chạy đến một hội sở cao cấp theo thời gian đã hẹn trong phòng bao đã có một đám người tụ họp ồn ào những người này đều là phú nhị đại chơi chung với mạnh du hoặc là người trong giới vừa thấy sở minh đã ồn ào nói cậu đến muộn phải phạt rượu còn đẩy mấy minh tinh nhỏ trắng trắng mềm mềm muốn ấn vào bên người cậu mạnh du ai ai vài tiếng đẩy đám người kia kéo sở minh ra đi 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 đừng bày ra cái dáng vẻ làm mất mặt tôi anh ta đạp nhẹ một cú về phía phú nhị đại hăng hái ép rượu nhất cười nói uống rượu của cậu đi mạnh thiếu lại bao che khuyết điểm rồi đạo diễn sở cũng không cần cậu che chở đâu mấy con ma men phát ra một trận cười vang mạnh du xoay người lại thấy sở minh đang cười như không cười nhìn anh ta biểu cảm kia anh ta đã quá quen thuộc thấy vậy lòng anh ta lập tức sợ hãi vội vàng dẫn người đến một chỗ yên tĩnh thấp giọng nói xin lỗi xin lỗi có một số người không phải do tôi mời tới là bọn họ sống chết muốn đến có cản cũng không cản được bọn họ đương nhiên sẽ đến ai bảo anh là mạnh thiếu ra đây sở minh lấy một bình rượu từ tủ rượu nhỏ ra cậu mở nắp rót cho mình nửa ly lần sau còn như vậy đừng nghĩ đến chuyện mời tôi qua đây được được yên tâm yên tâm lần sau nhất định sẽ không để cho bọn họ đến nữa Mạnh Du nói: "Ôi, cậu cũng cho tôi một ly đi." Sở Minh tự mình rót. Hai người ngồi một góc uống rượu nói chuyện phiếm, trong lúc đó vẫn luôn có người bưng rượu đến bắt chuyện. Mới đầu Sở Minh còn kiên nhẫn ứng phó, về sau thấy hơi phiền nên tìm cớ đi ra ngoài. Ào ào, trước bể đá cầm thạch, bọt nước bắn ra, dòng nước trong suốt chảy từ cổ tay trắng ngần xuống đến năm đầu ngón tay thon dài, Sở Minh cúi đầu rửa mặt, coi như dưới tác dụng của cồn thôi miên bản thân một chút cậu hơi sửa lại ốm tay áo đi ra khỏi toilet vốn định đi thẳng về phòng bao nhưng ngay tại cửa toilet lại vô tình nghe được một cái tên quen thuộc anh bạch giật trên hành lang cách đó không xa một đường trải thảm nhung đỏ ánh đèn rực rỡ rơi xuống một góc cuối hành lang cả người một thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn đang dựa sát vào một người khác đầu ngón chân kiễm lên hai tay vòng qua cổ của người nọ sở minh dưới ánh đèn gò má tuấn tú của người đàn ông chìm trong bóng tối không nhìn thấy biểu tình trên mặt, thân hình anh mảnh khảnh, sống lưng thẳng như thanh kiếm kia không phải là một tư thế tiếp thu, nhưng cũng không có ý cự tuyệt. anh bạch giật em thích anh, thích rất lâu rồi. thiếu niên kia ý loạn tình mê cọ lung tung trên người bạch giật, trong mắt toàn là si mê. ngày mai em đã phải ra nước ngoài rồi, anh có thể ngay lúc này. cậu ta run rẩy muốn cởi cà vạt của bạch giật, lại còn muốn hôn môi bạch giật nhưng dây tiếp theo cổ tay của cậu ta đã bị người đàn ông bắt được sở minh nhíu mày bước một bước về phía bên đo đúng lúc nghe được tiếng mạnh du ở phía sau sở minh cậu ở đó làm gì thế mạnh du từ phía phòng bao đi về bên này khi giọng anh ta vang lên dường như bạch giật có khựng lại một chút sau đó một tay túm thiếu niên trên người xuống rồi quét ánh mắt lạnh băng về phía bên này mạnh du đối diện với ánh mắt của anh bước chân hơi ngừng lại thầm chửi một câu tôi khinh dây tiếp theo trên mặt anh ta đột nhiên hiện lên một tia lệ khí bước chân nhanh hơn sở minh mạnh du sự ngăn cản của cậu thế mà lại không ngăn được mạnh du gạt cậu qua một bên rồi đi nhanh về phía bạch giật đấm tới một đấm một đấm này thế đến hung mãnh thiếu niên thét chói tai chạy đi đầu đụng vào người sở minh trong lúc vội vàng sở minh người được trên người thiếu niên có một mùi hương kỳ quái trong nháy mắt sức lực dường như bị rút đi hết chân cậu mềm nhũn vô lực mà lui về phía sau một bước. Thuốc kích dục, dược tính kia mãnh liệt như thế, một tay sở minh chống vách tường, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, thân thể dường như bốc lên một ngọn lửa, thiêu đốt đến mức cả người cậu nhũn ra. Thua kích dục ở đâu ra? Cậu thở dốc, mắt nhắm lại, gian nan suy nghĩ. Khó trách vừa rồi bạch giật, cánh tay tựa hồ như sắp không chống được thân thể, ý thức hỗn loạn không chịu nổi. Trong suy nghĩ lên lên xuống xuống, Sở Minh nghe thấy từ đầu bên kia hành lang lại truyền đến một trận ồn ào. Tiếng bước chân có lực dồn dập tiến lại gần, khí chất áp bách của người đàn ông ập vào trước mặt. Sở Minh lui về sau một bước theo bản năng, lại bị một cánh tay rắn chắc chế trụ phần eo đã bùn rùn, mạnh mẽ không cho kháng cự mà kéo vào trong ngực người đó. Bạch giật, nằm ngón tay nắm chặt vai áo tây trang được làm bằng chất liệu may quý giá của người đàn ông, cả người sở minh gần như đã mềm nhũn trên người bạch giật cậu trao mày, cắn nhẹ khớp hàm. Tránh ra, bạch giật không nói gì, ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cầm sở minh, anh cưỡng ép người trong lòng phải ngừng đầu lên đối diện với anh, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống mà thu từng tấc thần thái của thanh niên trước mặt vào trong đáy mắt. Sau một lát anh mới nói, cậu cần tôi, không phải là dò hỏi, mà là khẳng định. Sở minh không còn sức mở miệng, mấy lần cậu muốn mở miệng, nhưng lời đến bên môi lại đều hóa thành tiếng rên rỉ đứt quãng vì vậy mà bạch giật cười, trong nụ cười dường như còn mang theo chút trào phúng. Dây tiếp theo anh bế ngang sở minh lên, mang theo người bước nhanh rời đi. chương 3, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tiếng thở dốc vẫn còn chưa bình ổn lại, sở minh sụi lơ dựa trên ghế xe làm bằng da thật, mồ hôi làm ướt lông mi dài mảnh, ánh mắt cậu đã hơi tan rã ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Bạch giật ngồi trên ghế lái châm một điếu thuốc, khói thuốc màu trắng lượn lờ bên trong xe, mùi thuốc bay loạn, che đậy mùi vị vốn có. Anh thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy sở minh đang chống nửa người thong thả ngồi dậy ở hàng ghế sau, ngón tay run rẩy đã mất vài lần muốn cài lại cục áo sơ mi, làm sao cũng không cài được cuối cùng chỉ đành khép hai vạt áo gió, Lão đảo chạy xuống khỏi xe. Một ánh đỏ lập lòe, bạch dập dập tắt thuốc lá, mở cửa xe theo sau, bước chân vững vàng nện xuống, mau chóng đuổi theo. Trên đường phố, ánh đèn đứng lặng âm thầm vì bờ vai mảnh khảnh của thanh niên mà mạ lên một tầng ánh sáng nhạt, gió thổi bay góc áo gió của cậu, phát họa ra thân thể gầy gò. Bước chân cậu phiêu phiêu vô lực, đi chưa được mấy bước đã bị bạch giật chảy tới chặn ngang bế lên, nửa ôm nửa kéo nhét vào trong ghế phó lái, lại không để ý đến cậu dãy ruộng mà cài dây an toàn cho cậu. Sau đó, dầm, một tiếng đóng cửa xe lại. Trong lúc xe đang khởi động ầm ầm, hai người vẫn không nói gì với nhau, mãi đến nửa đường. Mạnh Du gọi một cuộc điện thoại đến mới phá vỡ không khí tĩnh lặng này. Sở Minh, Mạnh Du, giọng nói vốn hơi thanh của cậu lúc này lại lộ ra chút khàn khàn, bởi vì để khống chế cảm xúc mà hơi đè thấp âm cuối, có vẻ đặc biệt chấn tĩnh và lạnh nhạt. Không biết Mạnh Du ở đầu bên kia nói những gì, nghe ra vô cùng kích động, còn vài lần nhắc đến cái tên họ bạch kia, bị Sở Minh, ừ ừ, mấy tiếng có lệ cho qua, không nói nhiều với anh ta, rất nhanh đã ngắt điện thoại trong xe yên lặng trở lại, sở minh nặng nề xoa xoa ấn đường, mở miệng lần nữa, bạch giật. Bạch giật không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, bày ra một tư thế lắng nghe. Sở minh nói, tôi hy vọng anh có thể dành ra một chút thời gian, xử lý thủ tục ly hôn của chúng ta. Lời này cậu nói ra vừa bình tĩnh vừa ung dung thông thả, tựa như lời nói ra không phải chuyện gì có liên quan đến chuyện lớn cả đời cậu, mà là một câu chuyện phiếm thường ngày. Xe lướt như bay qua những trụ đèn đường, trong giây phút ánh đèn màu trắng chiếu vào trong xe, đồng tử của bạch giật hơi co rút lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. sở minh chờ mấy giây, sau đó nghe được giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông, biết rồi. đây coi như đã đồng ý. sở minh thở phào nhẹ nhõm, trạng thái tinh thần vẫn luôn căng chặt suốt hai ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng. cậu giơ tay lên, ấn lên trán mình. đúng lúc này, bạch giật đột nhiên duỗi tay ra bàn tay khô giáo mang theo một lực không cho phép kháng cự phủ lên mu bàn tay cậu chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo kia cũng chạm lên da thịt lạnh đến mức giường như muốn khắc sâu vào trong xương tùy theo phản xạ sở minh rút tay cậu ra quay đầu đối diện với đôi mắt của người đàn ông đôi mắt thâm thúy ở đối diện kia đang chăm chú nhìn cậu đáy mắt tối tăm không chút ánh sáng tựa như điểm báo của một cơn lốc sắp đến sở minh anh bíp tiếng còi bén nhọn vang lên hai ánh đèn pha ô tô ánh vào cửa sổ xe, chỉ thấy từ góc đường bên kia, một chiếc minibus đâm vỡ hàng rào bảo vệ, đang lao thẳng về hướng bọn họ bên này. Sở Minh không kịp đề phòng đã bị ánh đèn chói mắt kia đâm vào trong mắt, trong vài giây trong tầm mắt cậu chỉ xuất hiện ánh sáng trắng chói lóa, cậu không còn ý thức được gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân được một người dùng sức xô xuống dưới thân, sau đó. Dầm, ồn ào náo động như thủy triều rút đi. Toàn bộ thế giới trở nên yên lặng không một tiếng động. Sở Minh nằm trong bóng tối, cảm thấy ý thức rời khỏi thân thể, mơ mơ hồ hồ, mơ một giấc mộng thật lâu. Cậu mơ thấy rất nhiều năm về trước, khi cậu vẫn còn là học sinh cao trung, lưng đeo cặp sách, hi hi ha ha đi vào vườn trường ngập hoa anh đào bay trong gió tháng 3. Cảm xuân tươi đẹp, tràn ngập sức sống khi đó Sở Gia còn chưa gặp biến cố, cậu vẫn cứ là tiểu thiếu gia tùy hứng thích làm bậy của Sở gia một thiếu niên ngây thơ chưa hiểu chuyện đời. Dưới giá bóng rổ trong sân thể dục có người mà cậu thích, thiếu niên sở minh lập tức vứt cặp sách, đi xuyên qua sân thể dục, chạy vội giữa nắng và gió, mãi đến khi đến trước mặt người nọ. Người kia mỉm cười với cậu, mở hai tay đón cậu nhào vào. Gió cuốn những cánh hoa anh đào nhẹ bay, bay là là xuống bên chân bọn họ. Bọn họ nhìn nhau cười, dắt tay đi qua vườn trường. Khi đó vẫn là thời gian tuổi trẻ ngây thơ. Năm tháng vẫn chưa mài dũa cẩn thận những góc cạnh của bọn họ, thiếu niên yêu nhau cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lạc nhau giữa biển người mênh mông, lần sau gặp lại là hoàn toàn đổi thay. "Sở, Sở Minh, có người gọi bên tai cậu." Hoa anh đào rực rỡ và thiếu niên đang mỉm cười đều đi xa theo gió. Sở Minh mở mắt ra từ trong cơn đau đầu muốn nứt toạc, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ không rõ, qua vài giây mới từ từ khôi phục lại. "Tỉnh, tỉnh, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm." ánh vào trong mắt chính là một khoảng trần nhà trắng như tuyết, trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Sở Minh ngẩn ra một hồi, mãi đến khi một vị bác sĩ mặc áo blau trắng đi đến trước giường cậu, cậu mới ý thức được bản thân đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Hiện tại cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Đau đầu, đoạn ký ức về vụ tai nạn xe từ từ ùa về trong đầu, sở minh nhớ trước khi va chạm bạch giật có lấy thân bảo vệ cậu, dãy ruộng muốn ngồi dậy, bạch giật đâu? đừng lộn xộn, đừng lộn xộn, chị dâu, chị nằm xuống trước đã. Từ cửa phòng bệnh, Bạch Phú Tinh bước nhanh hai ba bước vọt vào, đè thân thể sở minh lại. Anh em không sao, chỉ là hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. May mắn là lần này hai người đều không có gì đáng ngại, bằng không đúng là muốn dọa chết người ta mà. Tôi đi xem anh ta. Không được, chị đi làm kiểm tra trước đã sở minh còn định xuống giường nhưng đã bị bác sĩ và bạch phù tinh ngăn cản rồi ấn nằm xuống rơi vào đường cùng cậu đành phải nằm trên giường bệnh vừa tùy ý để bác sĩ kiểm tra cho cậu vừa nghe bạch phù tinh giải thích nguyên nhân kết quả tên tài xế kia lái xe sau khi say rượu hơn nữa phanh xe còn không ăn khiến cho xe mất khống chế lao về phía hai người tuy rằng anh em kịp thời tránh được nhưng hai người vẫn bị va phải cột điện ở ven đường tài xế kia tử vong tại chỗ bạch phù tinh nói xong đè thấp giọng nói thêm một câu bọn em đã phong tỏa tất cả tin tức hiện tại vẫn đang điều tra đến cùng có phải là lái xe sau khi say rượu hay không điều tra một chút là biết ảnh thị bạch thịnh là công ty đứng đầu trong giới giải trí thường là cây to đón gió tai nạn xe lần này thật đúng là trùng hợp thật khó để coi như một chuyện ngoài ý muốn mà xem xét mẹ còn chưa biết chuyện này em không nói với bà định chờ anh em tỉnh rồi lại hỏi anh ấy sở minh ừm nhiều năm trước ba bạch đã qua đời vì một tai nạn xe từ lúc đó mẹ bạch bắt đầu có bệnh tim ngày thường đều không chịu nổi dù chỉ là một chút kích thích nếu lần này bà biết con trai mình xảy ra tai nạn xe không tránh được sẽ lại phát bệnh lần này sở minh đúng là có kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm bác sĩ kiểm tra xong cũng nói không có gì đáng ngại chỉ là cần phải nghỉ ngơi mấy ngày dặn dò nhiều thêm mấy câu thì lập tức rời khỏi phòng bệnh sau khi xác định bác sĩ đã thật sự đi rồi Sở Minh quay đầu nhìn về phía Bạch Phù Tinh. Bạch Phù Tinh, chị dâu, chị làm gì đấy? Không 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 được, vừa rồi bác sĩ mới nói chị cần nghỉ ngơi, chị đừng mong em sẽ thả chị đi ra ngoài. Được được được, đừng nhìn em như vậy, em dẫn chị đi thăm anh em là được chứ gì. Cuối cùng cậu ta vẫn thua dưới ánh mắt của Sở Minh, không còn cách nào khác là phải mở cửa phòng bệnh cho người ta. Phòng bệnh của Bạch Giật nằm ngay bên cạnh phòng của Sở Minh, trong phòng bệnh yên lặng không một tiếng động. Bạch giật nhắm mắt nằm trên giường bệnh, chưa tỉnh lại. Trên trán anh cuốn băng vải trắng như tuyết, gò má tuấn tú vô cùng lộ ra hơi thở bệnh tật, môi mỏng mím chặt, ấn đường nhíu lại, dường như đang nhẫn nhịn một loại đau đớn nào đó. Sở Minh im lặng tiến lên, đầu ngón tay ấn lên giữa chân mày bạch giật, muốn vuốt phẳng chân mày đang nhíu chặt của anh. Có thể là từ trong hôn mê cảm nhận được độ ấm của sở Minh, đầu bạch giật hơi nghiêng nghiêng về phía cậu sở minh vừa định rút tay về đã thấy người đàn ông mở bừng mắt vừa vặn đối diện với tầm mắt của cậu trong nhất thời hai người đều không nói chuyện không khí hơi có phần xấu hổ cuối cùng vẫn là sở minh im lặng lui ra bên ngoài phòng bệnh gọi bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho bạch giật sau đó ở bên ngoài chờ cùng bạch phù tinh trong lúc này cậu luôn cảm thấy có một cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu từ phía sau sau khi đợi bác sĩ kiểm tra xong lại tiến vào phòng bệnh lần nữa cậu mới phát hiện hóa ra là Bạch Giật vẫn luôn nhìn cậu chăm chú. Bạch Phù Tinh, anh, bây giờ anh có ổn không? Cậu ta còn cho rằng Bạch Giật sẽ nổi giận với Sở Minh, tiến lên một bước định không giấu vết chắn cho Sở Minh kết quả Bạch Giật chỉ là tùy ý khoát tay với cậu ta, sau đó dùng hai khuỷu tay chống nửa người ngồi dậy. Cho dù bị thương, dáng ngồi của người đàn ông này vẫn thẳng tắp như thanh tùng, không tổn hại chút uy nghi nào. Anh vẫn duy trì tư thế kia, chia tay về phía sở minh, lại đây. Sở minh hơi do dự đi đến bên giường bệnh, lại không chạm vào tay anh, sao thế? Không biết có phải cậu có ảo giác hay không, cậu lại cảm thấy bạch giật trước mắt này hơi khác so với bạch giật lúc trước. Bạch giật không nói gì, chỉ thu tay về, im lặng nhìn sở minh. Ánh mắt anh cũng không đơn thuần là nhìn chăm chú mà còn mang theo ý tìm tòi nghiên cứu nào đó, nhưng không đợi sở minh kịp suy nghĩ miên man, anh cũng đã nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt làm thủ tục xuất viện đi. Ý của Bạch Phù Tinh là để Bạch Giật và Sở Minh ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, nhưng Bạch Giật khăng khăng muốn xuất viện, Sở Minh cũng không có ý định ở lại bệnh viện thêm. Cuối cùng Bạch Phù Tinh đành phải thuận theo ý của bọn họ, ngoan ngoãn đi làm thủ tục xuất viện. Lăn lộn một buổi tối như vậy, sau khi về đến nhà thì trời đã sắp sáng. Lúc Sở Minh đang thay giày ở ngạch cửa, trước mắt không hiểu tại sao đột nhiên tối sầm, hơi lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đất một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, vững vàng đỡ được cậu. Bạch giật nói, lên giường nghỉ ngơi đi, người đàn ông hơi cúi đầu, cầm trống lên mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu sở minh. Cánh tay rắn chắc có lực dính sát vào phía sau eo của cậu, cách một lớp quần áo hơi mỏng, nhiệt độ không ngừng truyền đến. Đây là một tư thế rất thân mật, mà trước đây, rất hiếm khi bạch giật làm tư thế thân mật như vậy với cậu. Sở Minh kinh ngạc nhìn anh một cái, qua vài giây mới thấp giọng cảm ơn anh lúc đó đã bảo vệ tôi. Mặc kệ thế nào, cậu vẫn nợ bạch giật một ân tình. Bạch giật, không cần cảm ơn. Không khí giữa hai người lại cứng đờ đến quỷ dị một lúc, sở minh nhận ra tay bạch giật còn chặn ở trên hông mình, cậu vội vàng tách khỏi anh, lên lầu về phòng. chương 4, đúng 7 giờ, đồng hồ báo thức trong di động vang lên. Sở minh còn đang buồn ngủ nâng nửa người trên dậy, một tay sờ soáng trên đầu giường, muốn tắt di động đi. Bên cạnh người hơi trầm xuống, phía sau cậu có một lồng ngực đàn ông rộng lớn, cứng rắn rán sát vào, bạch giật vòng tay qua người sở minh tắt đồng hồ cho cậu, xong lại kéo chân ấn người trở lại. Ngủ đi, sở minh, cơn buồn ngủ lập tức bay đi hơn một nửa, cậu vừa xoa chán vừa ngồi dậy từ trên giường, nhìn về phía người bên cạnh. Anh không đến công ty à? Bạch giật nói, hôm nay làm việc ở nhà thái độ của anh vẫn vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt như trước không khác biệt gì so với thường ngày sở minh không nói thêm gì khoác một chiếc áo sơ mi chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt ai ngờ cậu vừa mới đi đến cửa phòng tắm thì bạch giật đã theo sát phía sau đi ra ngoài sở minh đóng cửa phòng tắm lại lại bị người đàn ông dùng khuỷu tay chặn lại giúp tôi tắm rửa mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì nói tay tôi bị thương sở minh đây đúng là sự thật tay bạch giật vì bảo vệ cậu mà bị mảnh kính vụn đâm bị thương, hiện tại vẫn còn đang cuốn băng vải. Rơi vào đường cùng, cậu đành phải thuận theo ý bạch giật mà giúp anh tắm rửa, rất nhanh trong phòng tắm đã bị bao phủ bởi một mảnh sương mù. Dưới vòi hoa sen, sở minh dùng khăn lông đã thấm ướt giúp bạch giật lau chùi thân thể, cậu còn đặc biệt cẩn thận tránh miệng vết thương trên cánh tay anh ra. Trong làn hơi nước, thân thể người đàn ông vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, cơ bắp hơi mỏng bọc lấy xương cốt, nhìn qua rất có sức bật sở minh đang cúi đầu trà bà vai cho anh trên tóc đen mềm mại dính một vòng bọt nước lấp lánh như kim cương ướt xuống dán vào sau cổ trắng nõn bạch giật im lặng cụp mắt từ góc độ này có thể nhìn thấy hàng mi vừa mảnh vừa dài của chàng thanh niên đang hơi rung động giống như cánh bướm mỏng manh khiến người ta không nhịn được muốn nâng trong lòng bàn tay mà chiêu đùa hơi nóng vừa ấm áp vừa ướt át quanh quần giữa hai người độ ấm trong phòng tắm bất chi bất giác đã tăng lên cuối cùng bạch giật vươn tay sờ lên cổ của sở minh một tay khác đè lên gáy cậu khiến cậu ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh bọt nước bắn tung tóe đầy người sở minh bị đẩy lên vách tường lát gạch xứ của phòng tắm mặt hơi ngừng lên trong phòng tắm mờ mịt hơi nước nóng độ nóng ngày càng dâng cao lại từ từ bình ổn lại sau khi kết thúc tất cả sở minh mềm nhũn cả người bị bạch giật ôm ra khỏi phòng tắm cậu vô thức dựa vào đầu vai người đàn ông khép đôi mắt lại bạch giật chống đầu gối lên mép giường bế sở minh nhẹ nhàng đặt xuống giường dây tiếp theo giường như anh hơi ngẩn ra ánh mắt mau chóng lạnh xuống ngay sau đó rút tay ra sở minh bị ném xuống giường cậu còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì lúc nâng nửa người trên dậy đã thấy băng vải trên tay bạch giật thấm máu tươi nói miệng vết thương của anh sao rồi có muốn thay thuốc không bạch giật không để ý đến cậu lập tức lấy một bộ cây trang từ trong tủ quần áo ra sau khi thay xong cũng không quay đầu lại mà bước nhanh ra khỏi phòng sở minh cậu hơi nhíu mày trực giác mách bảo cậu dáng vẻ vừa rồi của bạch giật không bình thường nên gọi điện thoại cho bạch phù tinh chị dâu sao vậy qua đây xem bạch giật đi sở minh khom lương nhặt áo sơ mi của cậu từ dưới mặt đất lên nói có thể ảnh hưởng đến não bạch phù tinh hoảng sợ lập tức chạy sang bên này sở minh vừa định buông di động lại phát hiện ra trợ lý Trình An của cậu đã gửi cho cậu một tin nhắn WeChat trước đây không lâu. Sở ca, nếu hôm nay anh rảnh, có thể đến công ty một chuyến không? Sở Minh im lặng vài giây xong mới nhắn trả lời một chữ, được. Sau khi cậu thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, thấy cửa phòng sách khép hờ, bạch giật đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da to rộng, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, rũ mắt trầm tư gì đó. Gò má anh hờ hững mà lạnh băng, tựa như chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, anh đã biến trở về người cầm quyền vời vợi trên cao của nhà họ Bạch. Sở Minh lập tức đi qua phòng sách, lái xe rời khỏi biệt thự, chạy đến công ty. Ảnh thị thừa ảnh, một công ty giải trí có quy mô không lớn không nhỏ, mấy năm gần đây cũng đã nâng đỡ được mấy tiểu hoa lưu lượng, nhưng vẫn luôn không thể duy trì được nghệ sĩ có thể lên được mặt bản ý chỉ người có thực lực. Năm năm trước, Sở Minh ký hợp đồng với thừa ảnh, Bộ phim đầu tay năm đó cũng là bộ phim đã nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của giải Tân Duệ giải thưởng quyền uy nhất trong nước, bởi vậy chỉ một lần đã nổi tiếng. Mấy năm sau đó, cậu cũng liên tục quay chụp mấy bộ điện ảnh, đều đạt được thành tích không tệ mãi đến 3 năm trước, sở ra đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bộ phim mới nhất của cậu lại đạt được doanh thu phòng vé không mấy như ý, vì thế cao tầng trong công ty đã bắt đầu không vừa lòng với cậu. Trước khi đến công ty lần này, Sở Minh đã cảm nhận được có thể liên quan đến việc hết hạn hợp đồng của cậu. Hợp đồng cậu ký năm đó có thời hạn 5 năm, bây giờ tính ra, ngày hết hợp đồng đã ở trước mắt. Mà sự thật quả nhiên như cậu dự liệu, sau khi ở trong văn phòng một giờ, Sở Minh khép một tập kịch bản lại, hơi nhướng mày, Lưu Tổng, đây là ý của anh à. Lão Tổng Lưu Hạo tựa sâu vào ghế làm việc to rộng, chậm rãi nhả ra một làn khói. Lời này là có ý gì? yêu tinh chuyện chính là tác phẩm lớn được đầu tư cả trăm triệu công ty chọn cậu là vì tin tưởng cậu anh ta nói tiểu sở hà năng lực của cậu tôi biết nhất định có thể quay bộ kịch bản này rất tốt nơi quay cũng đã tìm xong cho cậu cuối tuần bắt đầu tuyển người nhân vật nữ chính đã được phía đầu tư chọn xong cậu chỉ cần làm ra vẻ thôi đến lúc đó chọn chúng người đã định là được anh ta nói ra cái tên nữ chính được nội bộ ngầm chọn là một nữ diễn viên Bình Hoa đã không có chút kỹ thuật diễn nào nhưng khổ nỗi lại có không ít tài nguyên tốt, mới xuất đạo mấy năm nhưng đã bị phơi ra không ít tin tức xấu, say rượu lái xe, được bao dưỡng, nhục mạ nghệ sĩ, hàng loạt dèm pha. Quay chụp bộ yêu tinh chuyện rõ ràng là vì toàn lực nâng đỡ vị nữ diễn viên này, nhưng xem qua kịch bản xong Sở Minh lập tức biết đây là một bộ phim rác, hiệu ứng thì hoành tráng mà cốt truyện thì vừa thấp kém vừa không có kết cục chỉ là một mớ hỗn độn được đóng gói hoa lệ mà thôi. Năng lực của tôi nông cạn, xin Lưu tổng mời người tài khác. Khó mà làm được, bên phía đầu tư người ta chỉ đích danh muốn cậu, nói cái gì mà tuy đạo diễn Sở còn trẻ tuổi nhưng năng lực lại xuất chúng, thật sự rất coi trọng cậu. Lưu Hảo ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn bằng thủy tinh, lại lấy ra một phần hợp đồng đẩy đến trước mặt Sở Minh, bên phía đầu tư nói như vậy, chúng ta cũng không thể xé người ta có phải không nào. Hợp đồng của cậu rất nhanh sẽ đến hạn đúng không? Xem đi, đây là hợp đồng gia hạn. Tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi. Đây là một phần hợp đồng có kỳ hạn 10 năm, sau khi bộ điện ảnh đầu tay của Sở Minh đạt được thành công đã ký hợp đồng lại một lần với công ty, cũng điều chỉnh tiền lương luôn, mà tiền lương trong phần hợp đồng hiện tại này thế nhưng còn thấp hơn một nửa so với phần hợp đồng lúc trước. Sở Minh hơi siết chặt đầu ngón tay, lạnh lùng cong môi. Lưu tổng, thứ hôm nay anh phải cho tôi xem, e là không chỉ có nhiêu đây nhỉ. Lưu tổng cười ha ha nói tôi biết cậu là người thông minh mà tiểu sở à chuyện này không phải tôi nói cậu thân là một nhân vật của công chúng ở bên ngoài cậu cũng phải chú ý chút hình tượng chứ nhìn đi nhìn đi hơi không cẩn thận đã bị người ta nắm được nhược điểm rồi anh ta ném một sấp ảnh chụp ra đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng con ngươi của sở minh vẫn hơi co lại một cách khó phát hiện địa điểm trong ảnh là hội sở cao cấp tối hôm qua cậu bị bạch giật đè trên hành lang tứ chi hai người giao nhau Tư thế cực kỳ thân mật Tuy rằng hình trong ảnh rất mờ Không nhìn ra người kia là bạch giật Nhưng chỉ cần hơi để ý một chút Bản thân cậu vẫn có thể bị người tinh tường nhận ra Thế nhưng Bên kia Lưu Hảo còn đang nói gì đó Lại nhảy đắc ý rào rạt Sở minh không phản ứng một lời Chỉ im lặng thu hồi hợp đồng và kịch bản Xong mới nói cho tôi thời gian 7 ngày Lưu Hảo 3 ngày 3 ngày sau nhớ mang hợp đồng Đã ký xong xuôi đến cho tôi Sở Minh cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta thêm một cái đã xoay người ra khỏi văn phòng. Ngoài văn phòng, một người đang bồn chồn đứng trên hành lang, vừa thấy Sở Minh đã lo sợ bất an mà gọi một tiếng, "Sở ca." Đó là trợ lý Trình An của cậu. Sở Minh cười với cậu ta, nụ cười này quả thật khiến người ta phát lạnh. Trình An lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, bị cậu ném lại phía sau. Dưới bãi đỗ xe ngầm, Sở Minh vừa đi nhanh về phía trước vừa gọi một cuộc điện thoại. "Ừm." Um, là tôi đã lâu không gặp người bên kia nói gì đó cậu hơi mỉm cười đúng vậy bên chỗ tôi có ít đồ cậu sẽ cảm thấy hứng thú rất nhanh điện thoại đã ngắt cậu vòng qua vô số xe khoe mắt liếc thấy gì đó ngay lập tức dừng bước ở một góc xa xa có hai người bọn họ đưa lưng về phía bên này nhìn động tác có vẻ như đang động tay động chân với một người hôm qua không phải rất đắc ý sao cho mày đắc ý này không phải chỉ dựa vào khuôn mặt sao. Đờ tao xem mày cũng chỉ có bị người đè thôi. Trong góc, một thanh niên nhìn mới hơn 20 tuổi không hé răng đang ôm đầu, gắt gao cuộn tròn, để hai người kia dùng chân đá từng cái từng cái lên người cậu ta. Nói cho mày biết, lần sau nếu lại, buông cậu ta ra, một giọng nam thanh thanh vang lên phía sau bọn họ, hai người kia đột nhiên bị phát hiện, như gặp phải kẻ địch mà xoay người lại. Ai, cách đó vài mét, sở minh đang hờ hững nhìn bọn họ hai người kia hình như là nghệ sĩ của thừa ảnh một người trong đó còn nhận ra cậu lập tức bị dọa không nhẹ sở minh đi mau đi mau bọn họ vòng qua sở minh cúi đầu chạy trốn nhanh như bay người trẻ tuổi trong góc từ từ ngồi dậy trên người cậu ta toàn là bụi đất còn có không ít vết bầm xanh xanh tím tím sở minh bước tới đỡ cậu ta dậy nói sao rồi có muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không Thanh niên chậm rãi lắc đầu, chống vách tường gian nan đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy mặt cậu ta, cho dù Sở Minh đã ở trong giới giải trí nhiều năm cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Tuy rằng trên mặt người thanh niên này xanh một mảng, tím một mảng, nhưng vẫn không che được ngũ quan xuất sắc kia. Có thể nói thế này, chỉ e dù cậu ta không có kỹ thuật diễn, chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng đủ để cậu ta nổi tiếng trong giới giải trí. Cậu thế này không ổn cần phải đi bệnh viện. Thấy cậu thanh niên này còn định tập tễnh rời đi, sở minh ngăn cậu ta lại, còn về hai người kia, cậu muốn báo cảnh sát không? Cậu ta không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Không biết vì nguyên nhân gì mà cậu ta nhất định không chịu đi bệnh viện, cũng không muốn sở minh giúp. Cuối cùng sở minh chỉ có thể buông tay, để mặc cậu ta vịn tường, từ từ rời khỏi bãi đỗ xe. Chuyện ở bãi đỗ xe chỉ như một đoạn nhạc đệm, nửa giờ sau, cậu đã lái xe về đến biệt thự phòng khách lầu một yên tĩnh không có ai, bạch giật dường như đã đi rồi. Sở Minh đang muốn thay giày, một giọng cười giòn tan của phụ nữ bất chợt bay từ trên lầu hai xuống. Biết rồi, bạch tổng anh yên tâm đi, trên cầu thang nhiều thêm hai bóng dáng, người đàn ông mặc tây trang đi giày ra bước từ trên lầu hai xuống, nhìn dáng vẻ như là chuẩn bị ra ngoài. Ở bên cạnh anh còn có một người phụ nữ tư thái xinh đẹp diễm lệ, đang cười tùm tìm kéo cánh tay anh, cùng anh đi xuống cầu thang. Trước đó dường như hai người vẫn luôn ở trên lầu hai, cũng không biết là làm gì. Thân thể sở minh hơi khựng lại, Dương Mân phát hiện ra cậu trước, khóe môi nhích lên, cô ta giả bộ như vô tình dán sát vào người bạch giật. Ngân Nga, Bạch Tổng, đạo diễn sở đã về rồi. Bước chân bạch giật ngừng lại, ngừng đầu lên, sở minh đón nhận ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông, không đợi anh mở miệng trước đã lạnh lùng mỉm cười. Ngại quá, quấy dày rồi, cậu nói xong, dứt khoát lưu loát xoay người đầy cửa đi ra ngoài. chương 5, trong quán ba tràn ngập tiếng cười nói tâm sự, dưới ánh sáng vừa mở ảo vừa hoa lệ, bóng người đi đi lại lại, khi thì nhẹ nhàng mềm mại nói chuyện, khi thì cao giọng cười vui, làm nổi lên một bầu không khí nóng bỏng. Sở Minh ngồi ở một góc trong quán ba, nhấp một ngụm rượu trong ly, ngón tay bấm bấm mấy cái trên màn hình di động. Một tin nhắn gửi đến, chỉ có hai chữ ngắn mùn đã nhận. Upside vị thanh hơi đắng, Sở Minh ngẩng đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, đang định đứng dậy, vị trí trống bên cạnh đột nhiên có một người ngồi xuống. Rượu Upside, phát âm tiếng Anh Theta hoặc Theta tiếng Pháp, còn được gọi Green Fairy, được mô tả là một thức uống trương cất, độ cồn cao 45 đến 74% ABV, 90 đến 148 US Group. Nó có hương tiểu hồi cần và nguồn gốc từ thực vật như hoa và lá của Artemisia absinthium, Grand cùng với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt và một số loại rau thơm khác. Upside theo truyền thống có màu lục tự nhiên nhưng cũng có thể không màu. Nó thường được nhắc đến trong các văn kiện lịch sử dưới tên La Fe Vecte, nàng tiên xanh. Thường bị nhìn nhận sai là rượu mùi, upside truyền thống không được đóng chai với đường thêm vào, và do đó được phân loại là thức uống trương cất. Upside đóng chai có nồng độ cồn trên thể tích cao, nhưng thường được pha loãng bằng nước. Nguồn chi tiết: Wikipedia. Hai ly tequila, thêm đá. Rượu tequila, phát âm như tequila, là một thứ rượu trưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía tây của Mexico. Tequila được chế từ lá cây agave azul một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38 đến 40%, song các biệt có loại có độ cồn lên tới 43 đến 46%. Nguồn chi tiết, Wikipedia. Giọng người nọ ấm áp, xoay người mỉm cười với sở minh, đã lâu không gặp, không ngồi lâu thêm một lát à. Một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đột nhiên tiến vào tầm mắt của sở minh, cậu hơi sừng sốt một hồi lâu sau mới dựa vào ngũ quan của người nọ mà nhớ ra thân phận của anh. Học trưởng, Bách Thang, gọi tên tôi là được rồi. Bách Thang vừa nói vừa đẩy ly rượu đến trước mặt sở minh, một mình à. Cảm ơn, là một mình. Sở minh, ra ngoài giải sầu, còn anh. Bách Thang cười nói, tôi cũng vậy, xem ra chúng ta còn rất có duyên. Anh nâng ly rượu lên, chạm ly với sở minh, rượu hơi sánh, thành ly xẹt qua một tia sáng. Bách Thang là một vị học trưởng sở minh quen biết khi học cao trung năm nhất, lớp 10, gia cảnh cực tốt, ba mẹ đều ra ngoài làm ăn. Khi hai người học cao trung có quan hệ rất tốt, sau khi tốt nghiệp mới từ từ nhạt dần. Xa cách lâu ngày nay gặp lại, trong lúc nói chuyện với nhau hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm khái. Khi Bách Thang nhắc đến chuyện hồi học cao trung còn cười nói, tôi nhớ rõ lúc ấy em còn là phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa nhỉ, chỉ chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, đã thành đạo diễn lớn. Anh đang lấy em ra làm trò vui đấy à? Sở Minh cười nói, còn anh, gần đây sống thế nào? Bách Thắng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chẳng ra gì, không muốn ở trong công ty, sau đó đã bị ông già đuổi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Anh nhắc đến việc bản thân chuẩn bị thành lập một công ty giải trí, hiện tại đã lên kế hoạch đến những bước cuối cùng, lại nửa đùa nửa thật đưa ra lời mời với Sở Minh. Thế nào, có muốn đi ăn máng khác, sang chỗ tôi? tiền lương hậu hĩnh, học trường đảm bảo sẽ không bạc đãi em. Sở Minh cười bình thản, không trả lời mà dùng hai ba câu đổi đề tài khác. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, thoáng cái đã hơn 11 giờ, Sở Minh say khướt ấn ấn chán, viện lên quầy ba miễn cưỡng đứng dậy. Thân hình cậu hơi lắc lư, được bách thang nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Em đã thế này rồi không lái xe được đâu, để tôi đưa em về. Anh kề sát tai sở minh hỏi, em ở đâu? tùy tiện tìm một khách sạn nào đó là được. Đại não hỗn loạn không thông suốt, dưới chân sở minh hơi loạn choạng, cả người gần như dán lên người bách thang. Không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy, bách thang cười nhẹ một tiếng, rứt một tay ra lấy di động của cậu, đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị có một cuộc gọi đến. Người gọi được ghi bởi một chuỗi, XXX, độc đáo, bách thang vỗ vỗ bà vai sở minh, có người gọi điện thoại cho em sở minh không nghe rõ là việc gì chỉ mơ hồ đáp lại vì thế bách thang cười cười từ chối cuộc gọi anh đỡ cậu ra khỏi quán bar lại mất vài phút dưới sự chỉ dẫn của sở minh mà tìm được xe của cậu trong lúc đó màn hình di động vẫn luôn sáng lên liên tục bị gọi đến mười mấy cuộc bách thang nhét sở minh vào ghế phó lái khom lưng cài dây an toàn cẩn thận cho cậu lúc này mới nghe điện thoại thay cậu alo anh là ai đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, mang theo lạnh lẽo rõ ràng. Bách thang nói, tôi còn muốn hỏi anh là ai đấy, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ hỏi cậu ta ở đâu? Xin lỗi, nếu anh không thể nói rõ thân phận, tôi không thể nào nói cho anh biết. Bách thang nói, trong điện thoại của cậu ấy, anh chỉ là một dãy số lạ, sao tôi biết được anh có phải là người quen của cậu ấy không? Đầu dây bên kia không nói thêm gì, Trực tiếp cắt đứt liên lạc. Bạch Thang khó hiểu nhìn chằm chằm di động, một lần nữa thả nó lại vào trong túi áo của Sở Minh. Xe được lái ra khỏi bãi đỗ xe, lúc này trên đường không có mấy người, đèn đường dọc hai bên chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhạt vào trong xe, dừng trên khuôn mặt đang ngủ an tĩnh của Sở Minh. Bạch Thang nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú mấy giây, sau đó chậm rãi rời tầm mắt đi. Ngày hôm sau, Sở Minh tỉnh lại từ trong cơn đau đầu do say rượu phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng khách sạn lọt vào trong tầm mắt là trần nhà được trang trí thanh nhã di động trên đầu giường bởi vì hết pin mà tự động tắt máy một tờ giấy bị đè dưới di động bên trên là chữ viết của bách thang anh giải thích một chút mọi việc tối hôm qua lại nhắc sở minh sau khi về đến nhà thì báo tin bình an cho anh không khí buổi sáng tươi mát đau đầu cũng giảm bớt không ít sở minh lái xe dạo vài vòng trên phố tìm một quán nhỏ giải quyết bữa sáng xong xuôi thì lựa thời gian bạch giật đi làm rồi trở về nhà quả nhiên bạch giật không có ở nhà sở minh sạc pin cho máy vừa khởi động máy đã nhảy ra mấy chục cuộc điện thoại và hơn trăm tin nhắn cậu tùy tiện xem xét một chút chỉ riêng cuộc gọi nhỡ đã có mấy chục cuộc trong đó phần lớn là xuất phát từ cái tên xxx còn lại là từ mạnh du và bạch phù tinh còn có một số do đồng nghiệp gọi đến sở minh đã sớm đoán được tình huống này Trước hết cậu gọi một cuộc cho Bách Thang để nói lời cảm ơn, rồi sau đó trả lời tin nhắn của một số người. Sau khi trả lời xong hết, một tin tức vừa vặn nhảy ra, tiêu đề rõ ràng là Tổng giám đốc lưu hạo của anh thị thừa ảnh bị nghi ngờ có liên quan đến hút ma túy, chơi gái và nhiều tội danh khác, sáng nay đã bị cảnh sát dẫn đi điều tra. Sở Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả lòng thân thể trên sofa, ngồi một lúc. Không lâu sau, di động lại vang lên, lần này là mạnh du gọi đến sao lại thế này sao lại thế này sao lưu hạo lại bị bắt điện thoại vừa kết nối thành công mạnh du ở đầu bên kia đã vội vàng nói đã xảy ra chuyện gì quá đột ngột mà sợ minh nhàn nhạt nói đã làm sai thì phải chịu trừng phạt việc này có gì hay mà nói nói vậy cũng đúng nhưng sau này cậu làm sao bây giờ tôi nhớ rõ hợp đồng của cậu đã đến hạn rồi nhỉ mạnh du hỏi cậu còn định ở lại thừa ảnh à không sở minh đợi xử lý xong việc bên này tôi sẽ rời đi ở đó đã nghẹn lâu lắm rồi vậy cũng được dù sao cậu vui là được rồi mạnh du trần trừ một lát lại nói tiếp tuy rằng nói ra không hay lắm nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu trước một tiếng cậu còn nhớ quý trạch không sở minh mất vài giây để nhớ lại cái tên này à một tiếng nhớ quý trạch người tình cũ của bạch giật khi còn học cao trung, ánh trăng sáng, ba năm trước đây đã ra nước ngoài. Mạnh Du thấp giọng nói, cậu ta về nước rồi. Đầu ngón tay sở minh hơi xiết lại, rồi sau đó bình tĩnh đáp, ừm, um, sau đó thì sao? Cậu cho chút phản ứng xem nào. Mạnh Du gào một câu, tiếp theo nói như súng bắn liên thanh, tôi nói với cậu này, cậu ta chọn đúng lúc này mà trở về nhất định là có vấn đề. Tuy rằng cậu sẽ lập tức rời khỏi bạch giật, nhưng với người này, cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Biết rồi. Sở Minh cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười che giấu vẻ ảm đảm, thật ra cho dù anh ta thế nào cũng đều không liên quan đến tôi. Anh ta là chỉ ai? Một giọng nam nặng nề đột một xen vào, Sở Minh khựng lại dây lát, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên cầu thang, Bạch Giật đi từ trên lầu hai xuống, đang đứng cạnh tay vịn, nhìn xuống cậu từ trên cao. Sở Minh, lần sau lại nói tiếp, câu cuối cùng là nói với Mạnh Du, ngay sau đó cậu liền cúp điện thoại phòng khách chìm vào im lặng bạch giật cất bước đi về phía bên này sở minh đang định đứng dậy đã bị anh đưa tay ấn trở về sở minh buông ra mùi mỏng mím vào một độ cong lạnh như băng bạch giật không nói gì chỉ dùng sức kéo áo ngoài của cậu lại đưa tay thò vào trong áo sơ mi hai người dựa vào rất sát trong lúc giãy dụa sở minh ngửi được mùi nước hoa như có như không trên tay trang của bạch giật đó là mùi nước hoa jean miss chỉ có trên người phụ nữ Siang Sui Siao Diao, nước hoa Jin một dòng nước hoa nội địa chung dành cho nữ, có nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp. Một trận chán ghét cực kỳ trào lên từ tận đáy lòng, cậu đột nhiên dùng một lực lớn, đạp thẳng bạch giật từ trên người xuống. Bạch giật rõ ràng không ngờ cậu sẽ đột nhiên bùng nổ, lảo đảo đập lưng vào bàn trà, người đàn ông ngẩng đầu, trong ánh mắt còn có một chút ngạc nhiên. Sở Minh hờ hững nhìn anh một cái, cười khầy một tiếng bén nhọn, đi làm dương mân của anh đi. Bỏ lại câu này xong cậu lập tức đứng lên khỏi sofa, lướt qua bên người bạch giật. Ở phía sau cậu, trong nháy mắt bạch giật có hơi hoảng hốt, cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng rơi xuống trên người sở minh đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Anh lập tức đuổi theo, một tay vững vàng vòng chắc trên eo của sở minh từ phía sau, một tay khác, dầm, một tiếng, rứt khoát đóng cửa phòng vừa mới được mở ra. Sở minh, lần này cậu thật sự là tức quá hóa cười đang muốn nổi giận đã nghe thấy bạch giật rán bên tai cậu, nhỏ giọng nói tôi và cô ta không có quan hệ gì. Đâu có liên quan đến tôi, buông tay. Không buông. Bạch giật nói, hôm nay họp mặt gia đình, đi cùng tôi. Sở Minh cười lạnh một tiếng, nhưng tôi không được tính là người bạch gia nha. Những lời này là bạch giật đã nói trước mặt mọi người, trong lần đầu tiên khi cậu mới vừa gả vào bạch gia, tham gia họp mặt gia đình ba năm trước bạch giật im lặng vài giây nói thật xin lỗi nói xong anh cúi đầu hôn lên vành tai cậu một cái sở minh cậu đột nhiên tránh khỏi bạch giật liên tiếp lui về phía sau ba bước mãi đến khi lưng đã dán lên cửa lớn không khí tại huyền quan căng thẳng đến cực điểm trong nhất thời hai người đều không mở miệng mấy lần bạch giật muốn đến gần sở minh nhưng đều bị ánh mắt đề phòng của cậu ngăn lại chỉ có thể cứ đứng ở chỗ đó như vậy ánh mắt khóa chặt lên người cậu chưa từng rời đi dù chỉ là trong tích tắc không biết có phải là do ảo giác của sở minh hay không cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt này có chút giống một con chó lớn đáng thương vì bị người ta ghét bỏ cái quỷ gì vậy sở minh ném ý nghĩ này đi xoay người xoay tay nắm cửa bạch giật lập tức tiến lên túm chặt tay cậu vẫn dùng cánh tay bị thương kia sau khi túm được tay cậu sở minh nghe thấy anh rên lên một tiếng có thể là do miệng vết thương đã nứt ra dù sao thì cánh tay này vẫn là vì cậu nên mới bị thương nghĩ đến đây sở minh mạnh mẽ đè lửa giận xuống xoay người bắt lấy bàn tay bạch giật cuối cùng thì anh muốn làm gì đừng đi bạch giật tôi nhận lỗi với em mà nhận lỗi thì sao sở minh lạnh lùng nói dù sao hôn nhân giữa tôi và anh cũng chỉ còn một tháng đến lúc đó bạch tổng muốn tìm bao nhiêu người đều có thể à tôi quên mất bây giờ anh cũng có thể bạch giật nhỏ giọng chúng ta sẽ không ly hôn giọng nói của anh quá thấp, sở minh không nghe rõ được, cũng không để ý, cứ như vậy đi, tôi ở đây đã ba năm, cái anh muốn lấy từ chỗ tôi cũng đã lấy đi rồi. Cậu nói, chỉ cần chờ đến tháng sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Bạch giật mở miệng, dùng khẩu hình nói câu gì đó. Sở minh, anh nói cái gì? Miệng vết thương nứt ra rồi. Bạch giật tiếp, chảy máu. Sở minh, cậu hít sâu một hơi, mạnh mẽ day day lên chán chương 6, 3 phút sau, sở minh ném một hòm thuốc gia đình lên sofa, thay thuốc cho cánh tay bị thương của bạch giật. Máu tươi đã nhuộm đỏ băng vải trắng như tuyết, sở minh nhíu mày lại bóc từng lớp da cho anh, sau đó bôi thuốc mới lên. Bạch giật cúi đầu nhìn cậu, qua vài giây mới nói đi họp mặt gia đình. Không đi, đi họp mặt gia đình, không đi, đi, sở minh mặt không cảm xúc nhét một cuộn băng gạc vào trong miệng người đàn ông bạch giật anh lấy băng gạc ra rồi nói mẹ muốn gặp em sở minh cười nhạo nói muốn tôi đích thân nói với bà chuyện hợp đồng à hôn nhân giữa cậu và bạch giật chỉ có một số ít người biết rõ tình hình mà bản hợp đồng này lại càng bí mật chỉ có hai người bọn họ biết những người khác có lẽ có thể đoán được trong cuộc hôn nhân này có bí mật nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi bạch giật nói mẹ thật sự nói muốn gặp em sở minh không nói gì tuy mấy năm nay cậu và bạch giật vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng nhưng mẹ bạch lại đối xử với cậu như con trai ruột nếu hiện tại bà cụ đã mở miệng vậy cậu cũng không có lý do gì để không đi cả cuối cùng sở minh vẫn cùng bạch giật đến buổi họp mặt kia là sở minh lái xe gara vẫn giống như mấy ngày hôm trước nhiều thêm một chiếc xe chìa khóa xe vẫn đặt ở vị trí vốn có vẫn chưa hề bị người cầm đi bạch giật ngồi trên ghế lái phủ nói em không thích món quà sinh nhật kia sở minh không nói lời nào nhấc chân đạp chân ga họp mặt gia đình nói là họp mặt thực ra chỉ có mẹ bạch bạch giật bạch phù tinh và thêm sở minh cậu nữa là bốn người địa điểm là nhà cũ bạch gia trong phòng khách một người phụ nữ dịu dàng quý phái đang ngồi trên sofa nhìn thấy sở minh và bạch giật cùng xuất hiện lập tức nở nụ cười quả nhiên vẫn là vợ chồng son hai đứa gần gũi hơn một chút tiểu sở lại đây để mẹ nhìn một cái nào. Sở Minh khẽ nở nụ cười, đi qua gọi một tiếng, mẹ. Bàn tay ấm áp của mẹ bạch nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói, người đi một chút, nhìn sắc mặt con hình như ngủ không ngon giấc, có phải nó lại chọc giận con không? Sở Minh nói không có, lại dùng hai ba câu dẫn dắt đổi đề tài, cùng bà nói về những thứ khác. Bạch giật ngồi trên sofa bên cạnh, nhìn thanh niên nói chuyện phiếm với mẹ Bạch, gương mặt cậu chưa ý cười khiến người ta nhìn vào thật dễ chịu, cách nói chuyện tùy ý tự nhiên, chỉ hai ba câu đã có thể khiến cho mẹ bạch thoải mái cười to, nếp nhăn trên mặt khi cười sâu cả đuôi mắt. Vuốt ve chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay, ánh mắt bạch giật yên lặng dừng lại trên người sở minh, khóe môi như có như không hơi nhếch lên một chút. Sở minh như phát hiện ra điều gì mà ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông của cậu đang cúi đầu chăm chú nhìn chiếc nhẫn trong tay, trong ánh mắt luôn lạnh như băng thế nhưng lại ẩn chứa một tia cười dịu dàng cậu im lặng một lát lại nghe mẹ bạch nhắc đến nhẫn cưới của cậu sao lần này lại không đeo nhẫn rồi để ở nhà à sở minh thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói vâng đeo phiền phức quá mẹ bạch cười nói phiền phức gì chứ đó là nhẫn cưới của các con mà con xem không phải mỗi ngày bạch giật đều đeo đó sao sở minh lắc đầu chỉ cười không nói chân mày bạch giật nhíu lại đang muốn nói gì đó, từ ngoài huyền quan đã có một giọng nói vọng vào, "Mẹ, con đã về." Bạch Phù Tinh vừa mới về đến nhà, hai ba bước đã chạy vào tới, ôm chặt mẹ Bạch, "Con rất nhớ mẹ." "Ai cần con nhớ, trên người toàn mùi mồ hôi, còn không mau đi tắm rửa một cái." Mẹ Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bà vai của con trai, ngoài miệng nói lời ghét bỏ nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương mà dặn dò. Bạch Phù Tinh cười hì hì đáp vâng, lại nói thêm khi nào mới ăn cơm ạ? À, con sắp chết đói đến nơi rồi. Rồi rồi rồi, mẹ đây lập tức đi kêu người dọn cơm, con đi tắm trước đi, tắm xong là được ăn rồi. Mẹ Bạch nói xong thì dục người giúp việc đi kêu nhà bếp nhanh lên. Sở Minh thấy Bạch Phù Tinh lên lầu cũng tìm cai cớ rời khỏi phòng khách, đi dạo trong vườn hoa phía sau nhà vài vòng. Không bao lâu sau Bạch Phù Tinh đã ngó ngó nghiêng nghiêng xuất hiện trong vườn hoa. Sở Minh đứng cạnh bồn hoa vẫy vẫy tay với cậu ta cậu ta lập tức phi qua. Chị dâu, lần này chị hại chết em rồi. Bạch Phù Tinh vừa đi qua vừa ấm ức nói, em còn tưởng anh em xảy ra chuyện gì, mạnh mẽ lôi anh ấy đi bệnh viện, kết quả là không kiểm tra ra cái gì cả, lại còn bị anh ấy mắng một trận. Xin lỗi, để cậu bị mắng oan một trận, sở minh, anh ta thật sự không có chuyện gì sao? Bạch Phù Tinh, đúng vậy, đầu chỉ bị rách một miếng, cũng không bị đâm đến hỏng đầu hơn nữa em thấy anh ấy cũng rất bình thường chẳng lẽ là anh ấy đã làm gì chị sở minh không có bạch phù tinh nghi hoặc nhìn cậu chằm chằm tựa như muốn từ trên người cậu moi ra được cái gì có điều biểu cảm của sở minh quá bình thản và tự nhiên cậu ta nhìn hơn nửa ngày nhưng lại chưa phát hiện ra cái gì cuối cùng cậu ta đành bất đắc dĩ nói vậy được rồi không có thì không có đi chỉ là nếu anh em làm khó chị chị nhất định phải nói với em, em giúp chị đánh anh ấy. Cậu còn muốn đánh anh ta? Sở Minh nghe vậy cười nói, vừa rồi không phải cậu còn nói bị anh ta mắng một trận đó sao? Bạch Phù Tinh nói, cái đó không giống nhau đâu. Bọn họ cùng đi xuyên qua vườn hoa chuẩn bị trở lại phòng khách. Trên đường Bạch Phú Tinh có kể câu chuyện cười, mới đầu Sở Minh còn chưa có phản ứng gì, sau đó lì không nhịn được mà mỉm cười. Từ vườn hoa đến phòng khách có một đoạn hành lang, Sở Minh đang cười đến mức phải vịn vào tường hành lang, kết quả là tay mới vươn ra được một nửa, đã bị một cái tay khác tóm lấy. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện bắt lấy tay cậu, dùng sức túm người lôi về phía anh. Dưới chân Sở Minh loạn chọn một cái, ý cười trên mặt biến mất hoàn toàn. Bạch Phù Tinh, anh, không khí trở lên tĩnh lặng, Sở Minh rút tay cậu về, đứng thẳng lưng. nhíu mày nhìn bạch giật ở đối diện, anh làm gì vậy? Vừa rồi còn có một tia dịu dàng, hiện tại chỉ thấy người đàn ông mày nhọn mắt sắc lạnh lùng cứng nhắc, anh nói, nhìn rõ thân phận của em. Rõ ràng trong mắt anh có mấy phần chán ghét, như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng người khiến người ta đau đớn. Sở Minh tùy ý chỉnh chỉnh cổ tay áo, cười châm chọc, thân phận gì, người ngoài xâm nhập vào cửa bạch ra. Ánh mắt bạch giật đột nhiên phát ra tia lạnh lùng, anh đang muốn nói gì đó, bạch phù tinh ở bên cạnh đã không nhịn nổi nữa mà chen lời, anh, anh nên im miệng đi anh nói xem anh đã vậy rồi còn ghen cái gì chị dâu đi thôi để anh ấy tự mình tức giận đi cậu ta mạnh mẽ chen vào giữa hai người lôi sở minh đi đi trên hành lang thông với phòng khách sở minh xoa xoa cổ tay nghe bạch phù tinh đi bên cạnh oán giận lúc này cũng đừng để ý đến anh em từ bé đến lớn anh ấy vẫn luôn có tính cách như vậy không để ý đến anh ấy còn tốt một khi để ý đến thì nhất định anh ấy sẽ chốt lửa giận lên chị Sở Minh, vì sao? Anh ấy không thích người khác động vào đồ của mình, cho nên em mới nói anh ấy đã như vậy rồi còn không biết xấu hổ mà ghen. Bạch Phù Tinh vừa nói vừa dùng ánh mắt đồng tình nhìn Sở Minh, "Chị dâu, vất vả cho chị rồi." Sở Minh vẫn ổn, bởi vì Bạch Phù Tinh vẫn luôn miệng gào đói, rất nhanh phòng bếp đã dọn đồ ăn lên, thức ăn tỏa hương bốn phía bày đầy cả bàn, mẹ Bạch vẫn như thường lệ dặn dò mấy đứa phải ăn nhiều một chút, còn gắp đồ ăn cho bọn họ một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ ít nhất ngoại trừ bạch giật vẫn luôn tỏa khí lạnh thì mọi thứ đều thật hòa thuận vui vẻ sau bữa cơm trưa sở minh lại ở bên cạnh mẹ bạch thêm một lát rồi mới nói lời tạm biệt với bà lúc ra cửa bạch giật cũng ra theo anh trực tiếp ngồi vào ghế lái anh lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng lúc trước sở minh cũng mặc kệ anh mở cửa ghế phó lái rồi ngồi vào không khí trong xe vừa áp lực vừa im lặng đến đáng sợ một lát sau bạch giật mới nhàn nhạt lên tiếng buổi tối tôi sẽ về. Sở Minh cuối cùng cũng đã có thể thảo luận về việc ly hôn rồi à? Là về hợp đồng, trong mắt Sở Minh, thỏa thuận ly hôn và thỏa thuận hợp đồng cũng không có gì khác nhau, cậu đợi một lát, sau khi xác định bạch giật không còn gì để nói mới dựa vào cửa xe, khép hờ mắt. Ánh sáng mặt trời sau giờ ngọ thật ấm áp, khiến người ta mơ mơ màng màng sắp ngủ luôn. Sở Minh nghỉ ngơi trên xe một hồi, lúc tỉnh lại mới phát hiện bọn họ đã về đến nhà. Không hiểu tại sao trên môi lại truyền đến một trận đau đớn, cậu sờ sờ cánh môi, đau đến mức a một tiếng. Bạch giật, xuống xe, sở minh liếc khuôn mặt không cảm xúc của người đàn ông, nói đây là xe của tôi. Bạch giật, anh không nói lời nào mở cửa xuống xe, vừa chỉnh chỉnh cà vạt vừa rời đi. Sở minh về đến nhà, trên đường về có mấy cuộc gọi đến, đều là từ trợ lý trình an của cậu mấy cuộc gọi gần nhất đều có người nhận, người này hẳn là bạch giật rồi. Sau khi điện thoại được nhận và có cuộc trò chuyện ngắn, Trình An không còn gọi đến nữa. Sở Minh cũng không liên lạc với cậu ta, không quan tâm đến nữa. mấy năm nay có khá ít đề tài liên quan đến Sở Minh, hơn nữa bản thân cậu cũng khiêm tốn, bởi vậy trong trận gió lúc này chỉ giống như người qua đường, không bị ảnh hưởng bao nhiêu trên thực tế. Lời đồn về Lưu Hạo bị truyền ra chưa được bao lâu đã có mấy công ty điện ảnh liên hệ với cậu trong đó vậy mà còn có Bạch Thịnh, nhưng hẳn là không có liên quan gì đến Bạch Giật. Lúc dạo Weibo, cậu còn không ngờ sẽ gặp tin nóng do một blogger giải trí đưa tin về cậu thanh niên mà cậu gặp ở bãi đỗ xe. Cậu ta tên là Y Chí, hai năm trước đã ký hợp đồng với thừa ảnh, đã từng diễn mấy nhân vật nhỏ trong mấy bộ phim chiếu mạng, đến nay không có danh tiếng gì. Blogger giải trí đăng lên một đoạn video mơ mơ hồ hồ, trong tối ngoài sáng ám chỉ nghệ sĩ ức hiếp đồng nghiệp cùng công ty. Thật ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chỉ là một đoạn nhỏ, mà những lời miêu tả của blogger cũng có chỗ tự mâu thuẫn, nhưng bởi vì ý chí quá thấp cổ bé họng, ngược lại bị một số người ác ý bôi đen một hồi. Điều này thực sự khiến Sở Minh kinh ngạc, cậu còn cho rằng ý chí mới ký hợp đồng năm nay, không ngờ thế nhưng lại có tình cảnh như vậy. Bass, đúng lúc này di động rung lên, một tin nhắn được gửi đến từ dãy số lạ nhảy ra. Sở Minh bấm vào phát hiện nội dung trong đó chỉ có bốn chữ không đầu không cuối tôi đã về rồi cậu gọi lại cho số này bên kia đã tắt máy sở minh đợi hồi lâu không có tin nhắn thứ hai được gửi đến cũng không còn để ý nữa mà ném nó ra sau đầu chiều muộn cậu một mình ăn cơm chiều ở nhà bạch giật vốn nói tối nay sẽ về cũng không thấy đâu sở minh đặt bản hợp đồng hôn nhân kia ở phòng khách đợi nửa giờ xong lại gọi cho bạch giật điện thoại không có người nghe Sở Minh nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, tiếp tục gọi cho Lạc Tô. Đạo diễn Sở, có việc gì vậy, ông chủ? Tôi không biết, hôm nay là ngày hiếm hỏi anh ấy tan tầm sớm nhất. Lạc Tô ở đầu bên kia không hiểu chuyện gì, sao thế, xảy ra chuyện gì ư? Sở Minh, không có gì, chỉ là hỏi cô một chút thôi. Cậu nói lời cảm ơn với Lạc Tô, rất nhanh cắt đứt liên lạc, dựa lưng vào ghế sofa phía sau. Phòng khách im lặng, Sở Minh có chút trầm tư mà xoay xoay di động, hơi ngẩng đầu lên, lắng nghe động tĩnh chỗ Huyền Quan bên kia. Nhưng cậu vẫn không thể nghe thấy tiếng mở cửa muốn nghe, ngược lại là một người có liên lạc ngày hôm qua gửi đến cho cậu một tin nhắn, di động bắt bắt sung lên. Tôi rất thích món đồ lần này, rất mong chờ lần hợp tác sau. Sở Minh trả lời hai chữ, cảm ơn. Không cần cảm ơn, đúng rồi, vừa mới nhìn thấy món đồ thú vị, tặng cho anh coi như món quà nhỏ tặng kèm. Người kèm tin nhắn này còn có một bức ảnh chụp, một nhóm cả trai lẫn gái tụ họp cùng nhau đi vào một hội sở cao cấp, khuôn mặt những người khác đều là mơ hồ, chỉ có hai người trong đó tương đối rõ ràng. Sau khi xem bức ảnh kia xong, lòng sở minh hơi chịu xuống. Trong ảnh, Bạch giật mặc một chiếc áo khoác màu tối, sắc mặt bình tĩnh đang bước lên bậc thang, một thanh niên tuấn giật phóng khoáng sóng vai đi vào hội sở cùng anh, thân thể hai người kể sát, thân mật khăng khít như người yêu thanh niên đang vừa mỉm cười vừa nói gì đó với bạch giật người đàn ông cúi đầu bày ra tư thế lắng nghe giây phút đó ánh đèn hắt lên người anh vẻ mặt anh dường như là vừa chuyên chú vừa ôn hòa gần như là không cần suy nghĩ bao nhiêu sở minh đã đoán ra được thân phận của thanh niên kia quý trạch người bạch giật thật sự thích đã trở về chương 7, tốt tốt điện thoại tốt mấy tiếng cuối cùng cũng đã nối máy alo tiếng của người đàn ông truyền từ đầu dây bên kia sang giọng nói hơi trầm thấp từ tính giữa không gian ồn ào nghe vô cùng rõ ràng, còn ẩn chứa một tia không vui. Sở Minh, tôi nhớ hình như anh có nói tối nay sẽ về thảo luận chuyện ly hôn. Bạch giật ở đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây mới lên tiếng, tôi đang họp, để sao lại nói. Ngay cả cái lý do cũng không muốn tìm nữa rồi. Khóe môi sở Minh nhếch lên đầy trào phúng, trong nháy mắt đó chính bản thân cậu cũng không hiểu cảm xúc của bản thân là gì. Vậy được rồi, anh chơi tiếp đi, không làm phiền nữa. Chờ, Bạch Giật đang muốn thấp giọng nói gì đó, Sở Minh lại nghe thấy bên cạnh anh vang lên một giọng nói dịu dàng ấm áp, giống như đang hỏi ai đó. Bạch Giật nghe thấy thì gượng lại một chút, chính trong giây phút đó, Sở Minh đã dứt khoát lưu loát ấn kết thúc cuộc gọi. Tốt, 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 trong ống nghe là tiếng tốt ngắn liên tục, mày Bạch Giật nhíu chặt lại, chính thời khắc đó, cả người Bạch Giật tỏa ra khí lạnh đến cực điểm tựa như gió lốc ập đến. Quý Trạch đang nâng ly rượu giống như không nhận ra sắc mặt âm trầm của người đàn ông, vẫn cười nói: "Thế nào, xa cách lâu ngày gặp lại, không định nói thêm với em mấy câu hả?" Bên cạnh lập tức có người cầm ly rượu chen vào ồn ào: "Đúng vậy Bạch ca, người nhớ nhung lâu như vậy cuối cùng cũng về rồi, anh không ở bên người ta cho tốt, nhận điện thoại của mấy người không quan trọng làm gì chứ?" Một người khác đã say khướt đuổi anh ta: "Đi đi đi." người ta đang muốn tận hưởng thế giới của hai người, cậu chen vào vào gì chứ, làm bóng đèn hả? Tôi trước tiên kính bạch ca và quý thiếu một ly đã. Ấy quý thiếu, khi nào hai người kết hôn, quý trạch liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay bạch giật, mỉm cười nói chuyện này à? Không đâu, bạch giật đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đẩy người nọ đang đứng chắn trước mặt ra, rồi sau đó bước nhanh ra khỏi phòng bao. Khi thế khi anh đứng lên quá là lạnh lùng thế nên toàn bộ người trong phòng bao đều hơi sừng sốt, trong đó có một người lấy lại phản ứng nhanh nhất, mau chóng chạy qua cản anh lại. Cậu sao thế, quý chạy còn ở kia kìa, thẩm diễn, nhiều năm không gặp như vậy, cậu không nhớ người ta sao? Ánh mắt lạnh như băng của bạch giật đào một vòng trên mặt anh ta, thẩm diễn lập tức cứng đờ. Anh ta đứng sững tại chỗ vài giây, thấy người đàn ông lại bước về phía trước, vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa hấp tấp nói đúng, tớ biết là nên nói với cậu một tiếng trước nhưng tớ đây không phải là muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ sao? huống hồ lúc đầu khi cậu thấy quý trạch cũng không phản ứng mạnh như vậy sao bây giờ lại? bạch giật lạnh lùng nói tớ không quen biết cậu ta. hà thẩm diễn ngạc nhiên cậu nói với tớ là lúc ban đầu cậu không nhận ra người ta. cậu đùa nhỉ? không nói đến ba năm trước chỉ nói lúc học cao trung kia hai người các cậu không phải cũng? ừm um, cửa phòng bao trước mặt anh ta bị đóng sầm lại suýt nữa thì đập vào chóp mũi anh ta thẩm diễn đột ngột lui về sau một bước nhìn chằm chằm cửa vài giây ngơ ngác tỏ thái độ lớn như vậy anh ta và bạch giật quen biết nhiều năm đây vẫn là lần đầu anh ta thấy đối phương tỏ vẻ phẫn nộ như vậy trong lòng không nhịn được lo sợ bất an cảm thấy lần này không cách nào hiểu rõ được chuyện gì tất cả mọi người trong phòng đều không dám nói gì quý trạch từ từ đi tới vỗ vỗ vai anh ta, anh ấy có việc gấp à? Đúng, là có việc gấp, bên công ty xảy ra chút chuyện. Thẩm diễn nói, thường ngày cậu ấy rất bận, lần này ra ngoài là đặc biệt vì cậu đấy. Quý trẻ cậu đừng thấy cậu ấy như vậy, nhẫn cậu tặng năm đó, cậu ấy vẫn luôn đeo đây. Quý trẻ cúi đầu, nhìn mặt đất trống không, im lặng vài giây xong khẽ cười nói, ừm, đúng vậy. Còn chưa đến 10 giờ, toàn bộ biệt thự đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối cách một tiếng, đèn được bật lên, ánh đèn sáng ngời chiếu rọi cả phòng khách. Trên bàn trà đặt hai bản văn kiện, một bản trong đó là hợp đồng hôn nhân năm xưa, một bản khác đặt bên cạnh, bị hợp đồng che lại một nửa. Bạch giật cầm lấy bản văn kiện kia, khi nhìn thấy dòng đầu tiên trên giấy, con người anh đột nhiên co rút lại. Đó là một bản thỏa thuận ly hôn. Giây phút đó, người đàn ông hơi cúi đầu, không nhìn ra được biểu tình của anh thân hình anh vẫn thon dài rắn giỏi như trước nhưng giữa phòng khách không một bóng người lại trở nên vô cùng cô đơn một lát sau anh im lặng buông phần hợp đồng kia xuống đi lên lầu trong phòng im lặng sở minh cuộn mình giữa tấm chăn đã ngủ say rèm cửa được kéo ra ánh trăng màu trắng bạc chiếu vào mạ lên sườn mặt an tĩnh của cậu một tầng sương nhu hòa cả người thanh niên tắm dưới ánh trăng tựa như một viên đá quý thượng hạng nhuộm một tầng ánh sáng trong suốt bạch giật mê muội đứng tại chỗ nương theo ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của sở minh không biết qua bao lâu anh mới lấy lại phản ứng anh bước về phía mép giường chống một tay lên bên gối của sở minh sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở trong vô thức của cậu nụ hôn này vừa kéo dài vừa triền miên trong lúc mơ màng ngủ sở minh bị hôn đến tóc tai tán loạn trên gối cậu hơi thở dốc trên mặt cũng phủ một tia ửng hồng dưới ánh trăng thanh lãnh có một loại dụ hoặc đẹp đẽ. Hô hấp bạch giật dần trở nên nặng nề, anh nhìn thanh niên dưới thân, giống như dã thú nhìn con mồi thơm ngon ngay gần trước mắt nhưng cuối cùng anh vẫn không xuống tay, chỉ vùi đầu vào cái cổ mảnh khảnh của cậu, hít thật sâu hơi thở chỉ thuộc về cậu. Sở Minh ngủ mê man một đêm, khi tỉnh dậy trời đã sáng choang. Chăn gối bên cạnh vẫn được gấp trình trình tề tề, nhìn qua hẳn là suốt đêm bạch giật không về sắc mặt cậu bình thản mà xuống giường rửa mặt, chuẩn bị lát nữa đi thẳng đến công ty bạch giật tìm người. Nhưng khi cậu bước xuống phòng khách lại phát hiện ra không tìm thấy hợp đồng hôn nhân 3 năm trước và giấy thỏa thuận ly hôn. Sở Minh, nửa giờ sau, cậu đi vào ảnh thị Bạch Thịnh, văn phòng chiếm cả một tầng lầu của Bạch Giật. Cửa thang máy mở ra, Sở Minh bước ra, ánh mắt đầu tiên đã thấy Lạc Tô và một người đi ra từ trong văn phòng của Bạch Thịnh. Người nọ mặc một chiếc áo gió màu nhạt vừa vặn, bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp. Sở Minh nhìn chằm chằm người nọ mấy giây, không biết có phải là do cậu ảo giác hay không, cậu lại cảm thấy bóng dáng người này có vài phần tương tự với người trong ảnh chụp đặt trên bàn làm việc của Bạch Giật, nhìn kỹ thì lại không giống mấy. Người nọ nói với Lạc Tô mấy câu gì đó, chọc cho cô thư ký nhỏ này cười khanh khách không ngừng. Lúc ngẩng đầu mới ngẫu nhiên nhìn thấy Sở Minh đứng cách đó không xa, a à, một tiếng, đạo diễn Sở, anh đến rồi." Người nọ nghe vậy thì quay đầu, ánh mắt yên lặng rơi lên trên người Sở Minh. Tuy rằng trước đây Sở Minh đã từng thấy cậu ta qua ảnh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp người thật. Hơn nữa, so với ảnh chụp, người trước mặt này càng trẻ tuổi hơn chút, ngũ quan cũng càng xuất chúng. Trên mặt quý trạch mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ tùy ý liếc Sở Minh một cái, sau đó lập tức không để ý tới nữa mà rời tầm mắt đi cậu ta nhỏ giọng nói với lạc tô nói với bạch giật đêm nay tôi chờ anh ấy đến lạc tô a à, được anh đi thong thả ừm vì thế quý trạch đi về phía thang máy bên này lúc đi ngang qua sở minh cậu ta ngừng lại một chút cúi đầu anh đoán xem đêm nay anh ấy ở trên giường của ai chàng trai trẻ tuổi cố ý thổi khí trên vành tai của sở minh tiếng cười yêu nhã ấm áp giọng điệu lại chứa ý trào phúng Sở Minh nhàn nhạt nói, không liên quan đến tôi. Quý Trạch cười nói, lại có liên quan với tôi đấy. Cậu ta nhìn như thân mật mà vỗ vỗ vai Sở Minh, sau đó không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Hành lang chìm vào yên lặng trong giây lát, Lạc Tô nhìn trái ngó phải, cảm thấy không thích hợp lắm. Cô liếc vẻ mặt của Sở Minh, "Trần Trư, đạo diễn Sở, cái đó, ông chủ đang ở trong văn phòng, anh có muốn vào không?" Sở Minh cười với cô ấy một cái đẩy cửa văn phòng ra rồi đi vào. Trong văn phòng, Bạch Giật đang ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc to rộng, cầm bút ký một ít hợp đồng. Nghe thấy tiếng mở cửa, sắc mặt anh lạnh nhạt, cũng không ngừng đầu, nói cút ra ngoài. Sở Minh dựa lên cửa, im lặng không nói gì. Bạch Giật không nghe được động tĩnh, qua vài giây, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Anh ném bút máy lên bàn, mười ngón đan nhau, lạnh lùng ngẩng đầu cậu nửa câu sau hàm chứa tức giận tự động biến mất. Sở Minh, tôi thế nào? Bạch giật, anh không nói lời nào, chỉ nhìn Sở Minh bước từng bước đến trước bàn làm việc, chống hai tay lên mặt bàn, Bạch giật, giấy thỏa thuận ly hôn ký xong chưa? Đầu ngón tay Bạch giật hơi căng ra, trên mặt lại không nhìn ra chút manh mối nào. Anh nói, đó là cái gì? Sở Minh cười nhỏ một tiếng, anh coi tôi là đứa trẻ à, lấy loại lời nói thế này ra lừa tôi. Tôi thật sự không biết em đang nói cái gì. Mặt người đàn ông không cảm xúc, em là vợ hợp pháp của tôi, không có lý do rõ ràng, tôi sẽ không ly hôn với em. Sở Minh, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày nay, cậu có cảm giác hình như người đàn ông này điên rồi. Tình nhân tình phu người tình là nam của anh còn đang xếp hàng bên ngoài chờ anh kìa. Cậu nhớ mày, tôi còn không nhường lại vị trí cho bọn họ, bọn họ sẽ động tay động chân mất, lúc đó anh đến xử lý cục diện rối rắm này. Bạch giật, tôi không có tình nhân, cũng không có tình phu. Ồ, nghe ra thật đúng là người chồng tốt, sở minh gật gật đầu, được rồi, nếu anh đã muốn vậy, từ hôm nay trở đi chúng ta ở riêng, sau này gặp ở tòa đi. Cậu rút tay về, xoay người muốn rời đi, dây tiếp theo một lực mạnh mẽ túm chặt cổ tay cậu lại, sở minh nhất thời không đề phòng, bị người đàn ông ấn lên bàn làm việc. Sở minh, anh cổ tay bị bàn tay to lớn cứng rắn như kìm sắt ấn xuống, sức lực của người đàn ông cực lớn, cậu khó lòng tránh thoát. Buông ra, môi mỏng mím lại thành một đường lạnh lùng, bạch giật dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống thanh niên dưới thân, như quân vương tuần tra lãnh địa của bản thân, mang theo nghiêm nghị và dục vọng chiếm hữu không thể lại gần. Hợp đồng vẫn còn một tháng, em không thể nào ly hôn với tôi. Anh kéo cả vạt tây trang xuống, mặc kệ sở minh dãy ruộng, mạnh mẽ trói lấy cổ tay của cậu. Cho dù qua một tháng đi nữa, em cũng đừng nghĩ đến việc có thể. chương 8, Lạc Tô ôm một bản tài liệu, giơ tay muốn gõ cửa văn phòng. Dầm, cửa đột nhiên bị đẩy ra, hiệu quả cách âm cực tốt bị phá vỡ. Lạc Tô nghe được bên trong vang lên một tiếng nặng nề, cô lập tức hoảng sợ. Dòa cô à, ngại quá, sở minh đi từ văn phòng ra, cười trấn an cô. Lạc Tô, không sao ấy, đạo diễn sở anh làm sao vậy? sở minh kéo áo ngoài sộc dịch lại bình thản nói bị chó điên cắn lạc tô cô để ý thấy trên tay cậu có hai vệt đỏ ánh mắt lập tức đảo đi chỗ khác sở minh cô gái nhỏ nghĩ cái gì vậy lạc tô không có gì không có gì hắc 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 sở minh cậu vuốt cổ áo bước về phía trước rầm phía sau cậu cửa văn phòng bị đẩy ra thật mạnh lần nữa lần này bạch giật đuổi ra lại khiến lạc tô bị dọa sợ. Chỉ thấy dưới khóe mắt người nắm quyền bạch thịnh không biết tại sao lại có thêm một mảng xanh tím, khóe miệng cũng bị rách một miếng, sau khi có thêm hai vết thương này, khuôn mặt vốn anh Tuấn lãnh đạm của anh càng thêm âm trầm và tàn bạo. Sở Minh đã bước vào trong thang máy, thấy bạch giật đuổi đến cũng không chút do dự mà ấn xuống phím tầng. Đứng lại, Lạc Tô dương mắt nhìn ông chủ nhà mình bước một bước dài xông đến, nổi giận đùng đùng đè cửa thang máy đã sắp khép lại đưa bản thân mạnh mẽ chen vào lạc tô cô im lặng mấy giây sau mới lẩm bẩm giống như bị nhét đầy một họng cầu lương trong không gian khép kín chật hẹp của thang máy sở minh bình tĩnh cúi đầu gửi tin nhắn để mặc bạch giật cứ đi qua đi lại bên cạnh cậu nóng này giống như một con sói được theo đuổi bạn đời bị thất bại lông toàn thân đều dựng thẳng lên bách thang bữa tiệc tối nay em có đi không sở minh đi bách thang vậy tôi qua đón em sở minh không cần tự em đi là được rồi bạch giật đột nhiên lên tiếng kêu hắn cút cửa thang máy vừa mở ra sở minh thả điện thoại vào túi cất bước muốn đi bạch giật lại tóm cậu trở về ấn thẳng xuống phím tầm cao nhất đinh thang máy lại đóng lần nữa sở minh hất tay bạch giật ra đến cùng là anh muốn làm gì không cho ly hôn bạch giật lại nắm lấy cổ tay cậu lần nữa Đè cậu lên vách thang máy cũng không cho dọn ra ngoài. Sở Minh, thôi bỏ đi, hai tình nhân nhỏ kia của anh ước gì tôi nhường vị trí này cho bọn họ biết bao. Bạch giật, tôi không có tình nhân, muốn tôi ném ảnh chụp vào mặt anh à, Bạch Tổng. Em không có ảnh chụp, Bạch giật vừa nói vừa dùng đầu gối trên vào giữa hai chân Sở Minh, tôi chỉ từng chạm vào em. Sở Minh, cậu không kịp đề phòng nên đột ngột lọt vào trò lưu manh của Bạch giật, cậu không nói gì tay làm một động tác khéo léo đẩy bạch giật từ trên người ra cửa thang máy mở ra lần thứ hai sở minh chỉ một tay ra ngoài nói với bạch giật đi ra ngoài bạch giật đây là công ty của tôi biết là của anh cho nên mau quay lại làm việc đi sở minh nói tiếp hôm nay không thể nào nói chuyện được chúng ta đều nên bình tĩnh lại một chút không cho ly hôn không cho dọn ra ngoài sở minh ấn phím xuống lầu một Tuy rằng Bạch Giật nhấn mạnh không cho phép cậu dọn ra ngoài lần nữa, nhưng Sở Minh cũng không để ý đến anh. Vừa rời khỏi công ty đã lập tức liên lạc với một người chủ nhà quen biết trước đây, hẹn cùng đi xem nhà. Nhà ở nằm trong một tiểu khu bên hồ yên tĩnh mà thanh nhã, ở phòng khách rộng rãi thoang mát có một mặt tường là cửa sổ sát đất đối diện ra hồ trong vắt gần đó, có thể thu hết phong cảnh nơi xa vào trong mắt. Thế nào, phong cảnh không tệ chứ? Chủ nhà nói, chỗ này thanh tịnh, ở cũng thư thái, còn là hàng trong tay tôi, nếu cậu muốn tôi có thể đặc biệt giữ lại cho cậu. Sở Minh gật đầu, cảm ơn, nơi này đúng thật là không tệ. Bởi vì trước đó đã nói xong cho nên bọn họ lập tức ký hợp đồng tại chỗ, thuê thời hạn một năm, sau một năm nếu Sở Minh thích có thể mua hẳn luôn căn hộ này. Ký xong hợp đồng, bởi vì chủ nhà có việc đột xuất nên đi trước, Sở Minh đứng một mình trước cửa sổ sát đất trống rỗng, quan sát cảnh sắc xung quanh tiểu khu căn nhà này lấy sáng rất tốt từng tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên sàn phòng ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo cả căn phòng im ắng an bình mà thoải mái sở minh chậm rãi dạo quanh căn hộ chụp mấy bức ảnh suy nghĩ xem chỗ này chỗ kia nên đặt món đồ gia dụng nào mặt tường phải trang trí thế nào còn có rèm cửa sau đó cậu dứt khoát chạy đến trung tâm thương mại bán đồ gia dụng trước tiên chọn mấy món đồ lớn trước sau đó lại chọn một ít món đồ nho nhỏ, hiếm khi có hứng thú đi dạo trung tâm thương mại suốt một buổi trưa. Lúc hơi muộn một chút, cậu thừa dịp trời nhá nhem mà rời khỏi trung tâm thương mại, vậy mà đã hơn 6 giờ, cậu lập tức về nhà thay quần áo rồi lái xe đến hội trường tổ chức tiệc tối. Bữa tiệc tối nay là do hiệp hội trong giới khởi xướng, người đến đa phần đều là nhân vật trong giới, cũng có không ít các ông chủ lớn là nhà đầu tư hoặc mấy vị phú nhị đại đến tham gia náo nhiệt sở minh mới đi vào không bao lâu đã thấy bách thang người lúc trước đã nói anh cũng đến bách thang đang nâng ly rượu nói chuyện cùng vị nào đó sở minh nhận ra vị kia là một biên kịch đã nổi danh từ lâu trong giới vốn không định đi quấy dày bọn họ ai ngờ bách thang vừa nhìn thấy cậu đã nói gì đó với vị biên kịch kia rồi sau đó cười đi về phía cậu buổi tối tốt lành bách thang nói bộ quần áo này đẹp thật rất hợp với em nhưng mà thật ra em mặc cái gì cũng đẹp sở minh cười nói chẳng phải lời này nên nói với bạn gái của anh sao bách thang buông một tay nói tôi không có bạn gái nhưng xem ra em cũng không có vừa vặn đêm nay chúng ta có thể thành một đôi một bồi bàn vừa khéo đi ngang qua bách thang chọn một ly rượu đưa cho sở minh sở minh nhận lấy đang mỉm cười nói gì đó thì cửa khách sạn nổi lên một trận xôn xao dương mân mặc một bộ váy đỏ diễm lệ phô trương xuất hiện nổi bật trong tiệc rượu lập tức thu hút không ít ống kính của giới truyền thông đuổi theo. Sở Minh nghiêng đầu, vừa khéo đối diện với tầm mắt của Dương Mân. Cô gái có khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhếch khóe môi đỏ thắm lên, ném cho cậu một cái hôn gió. Dưới hết đợt đèn flash này đến đợt khác, Sở Minh bình tĩnh nâng ly đáp trả. Bách Thang nói, hóa ra em quen biết cô ấy. Sở Minh uống một ngụm rượu vang đỏ trong ly, nói, không thân. Sự xôn xao vì ảnh hậu xuất hiện còn chưa lắng xuống, các vị trong giới truyền thông vây quanh ở cửa khách sạn lại sao động lần nữa bên kia là bách thang đầy hứng tú người nắm quyền bạch thịnh và bạn trai anh ta sở minh nghe vậy thì ngẩng đầu người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu trong tầm mắt đang bước từng bước vào đại sảnh khách sạn nguy nga huy hoàng bên cạnh anh đúng là quý trạch mới gặp ban ngày hai người sánh vai cùng bước lại mặc tây trang có kiểu dáng gần giống nhau xuất hiện dưới loại tình huống này quả thật như là công khai tuyên bố người yêu Bạch Thang, thật hiếm có, tôi nghe nói Bạch Giật chưa bao giờ dẫn bạn cùng xuất hiện ở nơi công cộng, người kia có thể khiến anh ta đối xử đặc biệt như vậy, sẽ không phải là Bạch Phu Nhân trong lời đồn chứ. Sở Minh, có lẽ vậy, giọng điệu của cậu bình tĩnh, trên mặt không thấy gợn sóng nào. Bạch Thang lại nhìn cậu một cái, cười nói, tôi nhìn vị Bạch Phu Nhân kia có chút quen mắt, cũng là một minh tinh nhỉ. Lời này đúng là không giả, 3 năm trước đây Quý Trạch là một minh tinh đang nổi tiếng hạng nhất trong giới giải trí, chỉ là mấy năm nay vẫn đang phát triển ở nước ngoài, độ nổi tiếng trong nước từ từ tụt xuống, bây giờ không thể so được với Dương Mân. Nhưng dù sao cũng là minh tinh từng nổi tiếng một thời, lại cùng xuất hiện với người nắm quyền Bạch Gia, truyền thông dĩ nhiên sẽ có hứng thú cực lớn đối với Quý Trạch, phòng chừng không bao lâu nữa tai tiếng, người nắm quyền Bạch Gia chính thức công khai người yêu, đối tượng lại là minh tinh năm xưa, sẽ xuất hiện đèn chùm khách sạn vẫn rạng rỡ như cũ bữa tiệc trong đại sảnh náo nhiệt vô cùng sở minh ở trong một hồi đột nhiên nói với bách thang mình muốn một mình đi dạo một lát ngay sau đó lập tức tự đi vòng ra vườn hoa phía sau khách sạn không giống với bữa tiệc nguy nga tráng lệ hương thơm ngào ngạt quần áo sang quý dưới ánh đèn vườn hoa lạnh lẽo an tĩnh ánh trăng mạ lên hoa lá một tầng xương trắng như tuyết sở minh chậm rãi bước trên đường nhỏ lát đá vụn khi đi ngang qua suối phun nước nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đang đến gần. Cậu quay đầu lại, không ngờ lại thấy Dương Mân đang đứng trên hành lang, móng tay được sơn màu đỏ đang nâng ly chứa chất lỏng sóng sánh, cười tùm tìm nhìn cậu. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, đạo diễn sở cũng ngắm một mình sao. Đúng là đẹp, sở minh, tôi cho rằng cô Dương sẽ ở trong đại sảnh xã giao, sao lại đi đến đây rồi. Ôi đây không phải là thượng vị không thành, thất sùng chịu khổ sao rượu vang đỏ trong ly sóng sánh Dương Mân tùy ý hất hất tóc mai dài hơi rối nhẹ nhàng bước về phía cậu nhưng còn đạo diễn sở người bên ngoài kia lấy danh nghĩa bạch phu nhân dính bạch tổng như hình với bóng anh không định đi ra quản chút à Sở Minh cười nhẹ kệ anh ta đi theo khoảng cách càng lúc càng gần của hai người Sở Minh ngửi được mùi nước hoa trên người cô ta hương thơm ngọt giống y như mùi nước hoa cậu ngửi được trên người bạch giật ngày hôm đó Dương Mân tràn đầy hứng thú mà a à một tiếng, đạo diễn sở vẫn không thèm để ý đến cái gì nha, nhưng Bạch Tổng lại thường xuyên nhắc đến anh trước mặt tôi anh có muốn đoán một chút xem anh ấy có để ý đến anh hay không không. Sở Minh, được, đoán chừng là không phải lời tốt đẹp gì. Đang tự coi nhẹ bản thân à, phải biết rằng chỉ trong bữa tiệc này thôi đã có ba người chú ý đến anh rồi. Dương Mân nhẹ nhàng đến gần Sở Minh, bàn tay thon dài đặt lên bả vai cậu, đạo diễn Sở, so với suy nghĩ của anh, anh còn thu hút người khác hơn nhiều đấy. Sở tóc dài mềm mại hơi xoăn của cô ta phất qua gáy cậu, sở minh quay đầu đi, khoe mắt về ý đảo qua, phát hiện bên kia vườn hoa đột ngột nhiều thêm một người. Bạch giật không biết xuất hiện trên hành lang từ khi nào, anh đang sụ mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Sở minh, dương mân, ây yô, một tiếng, cười tùm tỉm, người đến rồi. Cô ta thu tay lại, xoay người đi về phía hành lang, lúc đi ngang qua bạch giật còn cười ái muội một cái sau đó lập tức rời đi bạch giật không nhìn cô ta tầm mắt anh từ đầu đến giờ vẫn luôn khóa trên người sở minh tựa như sư tử nhìn con mồi của mình cực kỳ có lực uy hiếp sở minh bình thản đối diện với tầm mắt anh cũng đi về phía hành lang bước chân không hề ngừng khi lướt qua anh bạch giật đứng lại sở minh không để ý đến anh vẫn bước về phía trước ngay lập tức bạch giật tiến lên vài bước dùng một lực thật mạnh đè sở minh lên tường. Lưng sở minh bị đập thật mạnh lên mặt tường, đau đến rên lên một tiếng, bị bạch giật nắm cầm khóa môi. Nụ hôn này như mưa rền gió giữ ép người đến không thở nổi, sở minh như người chết đuối đang dẫy rụa trồi lên mặt nước, mới thở dốc một lát lập tức lại bị bạch giật xoay mặt qua. Sở minh cút, bị chọc giận, cậu giơ chân đá bạch giật, lần này rất khoát lưu loát không hề khống chế lực. Bạch giật bị đá liên tiếp lui mấy bước, chật vật đụng phải vách tường phía đối diện. Bạch giật, một màn dữ dội này thật quen thuộc, trong lúc nhất thời áp suất trên người gia chủ bạch gia đột ngột giảm xuống, sắc mặt đen đến mức có thể so với mực. Sở Minh cũng không để ý đến anh, ngẩng đầu sửa sang lại cổ áo, cậu cười lạnh với bạch giật một tiếng, nói đi tìm bạch phu nhân của anh đi. Bỏ lại những lời này, cậu lập tức cất bước yêu nhã rời đi. chương 9, cuối cùng là sở Minh rời đi từ lối cửa sau của khách sạn. Vì sao phải đi cửa sau? Bởi vì bạch giật vẫn luôn một tấc không rời mà theo sát phía sau cậu, sắc mặt u ám, ánh mắt hung ác, còn vài lần muốn nắm lấy tay cậu nhưng đều bị cậu tránh đi không chút khách khí. Trong bãi đỗ xe ngầm, sở minh vừa mới kéo cửa xe ra, bạch giật đã bước nhanh đến, mạnh mẽ nhét sở minh vào ghế lái phụ, sau khi cài chắc dây an toàn xong, dầm, một tiếng đóng sầm cửa xe lại. Sở minh, bạch giật mặt không cảm xúc ngồi vào ghế điều khiển, đạp chân ga khách sạn tràn ngập ánh đèn lộng lẫy rất nhanh đã bị ném ở phía sau, trong xe chỉ có hai người, không khí ngưng động lại một lần nữa. Khi xe dừng đèn đỏ, Sở Minh lấy di động ra, vốn định gửi cho Bách Thang một tin nhắn giải thích tình huống của bản thân một chút, lại phát hiện di động đã hết pin tắt nguồn từ khi nào. Bạch giật trầm giọng nói, vì sao không nghe điện thoại của tôi? Sở Minh thuận tay cất điện thoại đi, nghiêng đầu dựa vào bên cạnh cửa xe bạch giật anh im lặng vài giây rồi lại lên tiếng tôi đến cửa khách sạn mới gặp người kia sở minh khép mắt lại rõ ràng là cũng không để ý đến anh bạch giật khẽ nhíu mày mở miệng vài lần như muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng cuối cùng vẫn không nói ra trong xe lại rơi vào không khí cứng nhắc một lần nữa sở minh yên lặng dựa vào ghế dựa một lát sau cậu hơi nhíu mày lại im lặng ôm lấy dạ dày cậu không ăn cơm chiều lại uống rượu trong bữa tiệc hiện tại dạ dày đang đau quặn lên từng cơn tựa như một sợi dây thường đang từ từ bị vặn chặt đau đến cả người căng cứng cậu cuộn tròn người trên ghế cắn chặt răng mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo thái dương làm cho tóc đen mềm mại ướt nhẹp xe đột ngột dừng lại sở minh nghe thấy tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại cậu không còn dư hơi sức để nhìn sang bên cạnh chỉ một mình chịu đựng cơn đau dạ dày không biết qua bao lâu có thể là vài phút cũng có thể là vài giờ, sở minh người thấy một mùi hương, có thứ gì đó ấm áp được đưa đến bên miệng cậu, cậu mở miệng theo bản năng, vào miệng là một thìa cháo nóng thơm ngọt. Sở minh trợn mắt, thấy bạch giật đang trầm mặt bưng một hộp cháo mô từ bên đường qua, đang múc thìa thứ hai chuẩn bị đưa đến bên miệng cậu. Cậu im lặng vài giây rồi nhỏ giọng nói, cảm ơn, sau đó nhận lấy hộp tự mình ăn. Dạ dày trống rỗng dần dần ấm lên, đau đớn cũng giảm đi không ít. Rất nhanh bát cháo đã thấy đáy, sờ minh thở một hơi, cảm giác đau như đã dịu xuống. Cậu nói lời cảm ơn với bạch giật, thái độ vừa khách khí vừa lễ phép, chỉ là thái độ có chút xa cách. Gương mặt bạch giật không nhìn ra vui buồn rõ ràng, anh ném hộp đồ ăn trống không vào thùng rác ven đường rồi ngồi lại vào ghế lái, khởi động xe. Xe chạy vững vàng trên đường, nửa giờ sau đã dừng trước biệt thự. Mười đầu ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của bạch giật đặt trên vô lăng, ngồi thẳng, mắt không nhìn hai bên, chờ người kế bên xuống xe trước. Nhưng vài phút trôi qua bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Người đàn ông quay đầu, thấy một bàn tay của sở minh đang ngồi trên ghế phụ tự nhiên rũ xuống, dựa vào ghế nặng nề ngủ. Bạch giật, anh xuống xe, vòng sang bên kia, mở cửa xe, một tay vòng qua sau lưng gầy yếu của thanh niên, dễ như chờ bàn tay mà chặn ngang bế người lên. Theo động tác này, sở minh vô thức nghiêng đầu tựa lên bả vai anh, Ngũ Quan cậu dưới ánh trăng vừa tinh xảo vừa nhu hòa, lông mi dài mảnh khép lại, tạo ra một cái bóng trên làn da trắng nõn. Bạch giật cúi đầu nhìn người trong ngực một hồi, sau đó ôm người về phòng, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Di động bỗng nhiên rung lên, anh vội vàng khép cửa phòng lại, đi ra bên ngoài rồi mới lấy điện thoại ra. Trên hành lang chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh đèn ảm đạm, màn hình di động hiện lên hai chữ: Quý Trạch, hết sức bắt mắt bạch giật im lặng không lên tiếng, mặt mày thâm trầm của anh ẩn dưới bóng tối trên hành lang, không hiện ra bao nhiêu cảm xúc. Thời gian trôi qua từng giây, vào lúc điện thoại sắp kết thúc, cuối cùng anh cũng ấn nút nhận. Bạch giật, đầu bên kia, quý trạch hơi cao giọng nghe ra vô cùng vui vẻ, 10 giờ rồi, anh nên đến tìm em. Cậu ta từ tốn báo ra tên và số phòng của một khách sạn, lại cười một tiếng, em ở trong phòng đợi anh, nhanh một chút. Bạch giật, biết rồi. Anh nói xong thì lập tức ngắt điện thoại, xoay người, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời khỏi nơi này. Buổi sáng, 8 giờ, cửa lớn đóng chặt cả đêm được mở ra, nam nhân vẫn mặc một bộ tây trang phẳng phiu như cũ xuất hiện ở huyền quan. Dường như cả đêm anh không ngủ, dưới mắt có quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi. Từ phía phòng bếp bay đến một mùi thơm, động tác thay giày của bạch giật hơi khựng lại, sau đó đi theo hướng phát ra mùi thơm trong phòng bếp đúng là sở minh, cậu mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, đầu hơi cúi xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn nổi bật dưới tóc đen. Cháo gạo kê mềm mại trong nồi đang sôi ủng ục ủng ục, bốc lên hơi nước mờ mịt, thanh niên cầm một ly sữa bò dựa vào bên cạnh, lười biếng đắm chìm trong nắng sớm, bóng dáng mảnh khảnh khiến người ta có cảm giác thoải mái. Bạch giật im lặng đứng ở cửa phòng bếp chăm chú nhìn cậu mấy giây, sau đó lặng lẽ đi vào, vây lấy cậu từ phía sau sở minh phiền tránh ra một chút cảm ơn bạch giật im lặng buông tay nhìn cậu cắt nửa ninh cháo một mình đi ra khỏi phòng bếp đi đến bàn ăn bên kia trên bàn ăn bày mấy món đồ ăn sáng hai bộ bát đũa bát đũa là bạch giật lấy anh ngồi đối diện sở minh hai người an tĩnh ăn bữa sáng không ai nói gì một bữa sáng cứ như vậy trôi qua trong không khí ngượng ngùng mãi đến khi sở minh thong thả ung dung uống xong ngụm cháo cuối cùng trong bát buông đũa ngẩng đầu lên anh có việc gì à? Bạch giật, không có, nhưng tôi có. Mười ngón tay sở minh đan vào nhau, bày ra tư thái tự nhiên, nhàn nhạt, nhạt nói về hôn nhân của chúng ta, anh. Bạch giật đột ngột cắt đứt lời cậu, người kia là ai? Sở minh bị anh chất vấn như vậy, khượng lại mấy giây mới nói ai? Người hôm qua ở bên cạnh em, nhắc tới bách thang, ánh mắt bạch giật lập tức trầm xuống, hắn là ai? Anh ấy là học trường của tôi sở minh nhìn chằm chằm người đàn ông vài giây có chút chào phúng cười nói nghĩ nhiều rồi tôi cũng không phải người như anh cậu không đợi bạch giật nói thêm gì cầm bát đũa vừa thu lại rồi đứng lên bạch giật hắn ta dầm một tiếng sở minh mạnh mẽ nhét ghế trở lại dưới bàn ăn âm thanh cực lớn hoàn toàn che lấp những lời anh nói bạch giật sở minh rửa bát cảm ơn bỏ lại những lời này cậu không thèm để ý đến bạch giật nữa tự mình đi ra ngoài phòng khách. Bên phía bàn ăn im lặng đến quỷ dị mất vài giây, không bao lâu sau thế nhưng thật sự có tiếng nước chảy vang lên người nắm quyền Bạch Thịnh lại đi rửa chén thật. Sở Minh ngồi trên sofa cúi đầu lướt di động, Mạnh Du lại gửi cho cậu một tin nhắn nói mấy ngày nữa ra ngoài chơi, Sở Minh trả lời một chữ, được, không lâu sau Mạnh Du lại gửi cho cậu một bức hình, kèm một chữ, the CS, đầy phẫn nộ. Đó là một bức hình chụp trên hot search, quý trạch bạch giật đề tài này đang đứng vị trí đầu tiên trên hot search. Sở Minh Ấn mở hot search này trên Weibo, đập vào mắt là khung cảnh quý trạch và bạch giật ở trong bữa tiệc tối hôm qua. Không biết có phải nguyên nhân nằm ở góc độ quay chụp hay không, tư thế của hai người trong ảnh chụp đặc biệt thân mật, thậm chí có mấy bước còn giống như đang hôn môi. Trong thời đại hôn nhân đồng tính là hợp pháp như hiện tại, phần lớn người đã không còn bài xích yêu đương đồng tính như mấy chục năm trước bên dưới hot sắt ngoại trừ một ít lời nghi ngờ và cố ý nhục mạ ra, phần lớn là các fan trước kia của Quý Trạch nói rằng đã tan nát cõi lòng hoặc là chúc hai người hạnh phúc. Ngoài ra còn có một bộ phận fan nhảy dù của Dương Mân gây chuyện dù sao mấy ngày trước bạch giật và Dương Mân còn cùng nhau dính vào tai tiếng. Sở Minh đọc lướt qua những bình luận kia một lượt xong thì rời khỏi Weibo. Trong 3 năm nay Bạch Giật cũng có không ít tai tiếng hoặc là nói từ sau khi kết hôn với Sở Minh, Bạch Giật không còn cố ý ém tai tiếng xuống nữa đối với việc này sở minh cũng đã sớm quen. Tiếng nước trong phòng bếp ngưng lại, cậu ngừng đầu thấy bạch giật đi vào phòng khách, rút một tờ khăn giấy trên bàn trà, lau việt nước trên tay, ngón tay kia nâng lên, chiếc nhẫn màu bạc trên tay kia dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trên người người này vẫn mặc bộ tây trang quý giá mặc đi dự tiệc tối hôm qua, nói rõ là cả đêm anh không về, cũng chưa kịp thay quần áo. Bạch giật lau khô nước trên tay, đang định nói gì đó thì đã thấy người trước mặt im lặng đứng dậy đi lên lầu anh kéo tay sở minh lại giúp tôi thay thuốc sở minh có rất nhiều người tình nguyện thay anh đổi thuốc anh có thể đi tìm bọn họ bạch giật nhỏ giọng nói tôi không cần người khác sở minh vốn định không để ý đến anh nhưng không ngờ người đàn ông cứ không rên một tiếng mà xách hòm thuốc lẽo đẽo theo sau cậu áo khoác tây trang đã sớm được cởi ra trên tay áo sơ mi xuất hiện vết máu nhàn nhạt, nhạt. Sở Minh vô tình nhìn thấy vệt máu, sau khi im lặng mấy giây thì cuối cùng vẫn kêu anh vào phòng. Băng gạc dính máu được tháo xuống, miệng vết thương trên cánh tay bạch giật vốn đã kết phải, hiện tại không biết vì sao lại nứt ra. Sở Minh ngồi ở mép giường, cúi đầu thay thuốc mới cho anh. Quá trình thay thuốc cũng không kéo dài lâu, nhưng lúc đang làm cậu lại cảm thấy trên vai nặng hơn. Bạch giật, bạch giật không lên tiếng, anh buông tay đang vòng qua bả vai cậu ra, sau đó ngã ra giường, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, nhìn qua vô cùng mệt mỏi. Sở Minh đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá. Một hồi sau cậu mới lên tiếng, nằm nhích sang bên cạnh một chút, chỗ anh đang nằm là vị trí của tôi. Bạch giật bắt được tay cậu, sở Minh hất tay anh ra, thu dọn hòm thuốc xong thì đi ra ngoài. Ngoài huyền quan không ngừng vang lên tiếng chuông cửa, sở Minh đi qua mở cửa, thấy Lạc Tô đang đứng bên ngoài. Đạo diễn sở Lạc Tô nói, ông chủ ở nhà à? Sở Minh, ừ, có chuyện gì sao? Đây có mấy bản tài liệu cần phải ký tên, còn có di động của anh ấy để ở văn phòng. Lạc Tô vừa nói vừa đưa một đống đồ cho Sở Minh. Một tay Sở Minh ôm chồng tài liệu, tay kia cầm lấy di động của Bạch Giật. Có chuyện gì sao? Lạc Tô lắc đầu, không có à? Vậy tôi về làm việc trước, đạo diễn Sở, chào anh. Ừ, chào cô, Sở Minh chào cô ấy xong nhìn theo bóng xe rời đi đợi người đi rồi sở minh trở lại phòng bạch giật nằm trên giường đã ngủ rồi cậu cũng không quấy dày nhẹ nhàng đặt trồng tài liệu và di động lên đầu giường đinh một âm báo tin nhắn đột ngột vang lên giữa căn phòng yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng tay sở minh khựng lại nhìn tin nhắn mới được gửi đến kia đó là tin nhắn do dương mân gửi đến rất ngắn chỉ có mấy chữ lại khiến thân thể cậu cứng lại lập tức hóa đá tại chỗ bạch tổng tôi mang thai rồi chương 10 trong phòng tối đen màn hình di động tản ra ánh sáng nhàn nhạt sở minh im lặng đứng ở đầu giường mãi đến tận khi bạch giật ngồi dậy nắm lấy cổ tay của cậu cậu thấy bạch giật lấy di động đi sau khi nhìn thấy tin nhắn kia trên mặt anh lộ ra vẻ hơi kinh ngạc rất khó đoán được đó là vẻ kinh ngạc vì vui mừng hay là vì nguyên nhân khác bởi vì rất nhanh người đàn ông đã thu lại biểu cảm trên khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng và hờ hững thường ngày anh không hề liếc sở minh lấy một cái mà là vừa gọi điện cho dương mân vừa vững vàng bước ra khỏi phòng biến mất ngoài cửa ở đâu tôi đến đón cô sở minh đứng một mình trong phòng sau một lúc lâu trên mặt hiện lên nụ cười mang theo chút trào phúng cậu lấy di động của bản thân ra gọi một cuộc sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc cậu xoay người rời khỏi nơi này bầu trời buổi sáng vốn quang đãng không biết từ khi nào đã bị che kín bởi một tầng mây mù, mây đen giăng kín, một chiếc xe lái ra khỏi biệt thự, rất nhanh đã ném căn nhà ở lại thật xa phía sau. Cuối cùng chiếc xe ngừng lại trước cổng một bệnh viện, trong phòng bệnh sạch sẽ thoáng mát, một ông lão nằm an tĩnh trên giường bệnh trắng như tuyết. Sở Minh ngồi xuống mép giường, dùng khăn lông mềm thấm nước lau mờ u bàn tay cho ông, sau đó lại kiên nhẫn mát xa khớp xương tứ chi cho ông lão. Bác sĩ ở một bên đầy đầy mắt kính, nói: "Hôm nay thấy tâm trạng của Sở tiên sinh không được tốt lắm." "Không có." Sở Minh cười nhạt, nói: "Tôi chỉ lo lắng cho ông nội thôi." "Gần đây bệnh tình của ông nội cậu có chuyển biến tốt, lạc quan mà nói, qua thêm một khoảng thời gian nữa không chừng có thể tỉnh lại." "Sở Minh, vâng, cảm ơn bác sĩ." Cậu ở trong phòng bệnh hơn nửa tiếng đồng hồ, sau lại nói chuyện với bác sĩ một lát rồi mới rời đi. Đinh thang máy di chuyển vững vàng xuống đến lầu một, cửa thang máy từ từ mở ra, sở minh bước ra ngoài một bước, lúc ngẩng đầu lên lập tức cứng đờ tại chỗ. Ở cổng lớn của bệnh viện, một tay Dương Mân đang đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của cô ta, khóe miệng nhếch lên, trên mặt treo nụ cười vui sướng khó ức chế. Bạch giật đi cùng cô ta vào trong bệnh viện, đang khẽ nói với cô ta câu gì đó, Dương Mân, phi, một tiếng bật cười, ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông một cái, bám lấy cánh tay anh. Sở Minh rũ mắt, đi về một hướng khác của bệnh viện. Bệnh viện có một hành lang thông ra vườn hoa, mấy người già ngồi trong đình hóng mát cách đó không xa nói chuyện phiếm. Sở Minh lơ đánh bước trên đường nhỏ giữa thảm cỏ xanh, bị một cô nhóc thắt hai bím tóc nhảy nhót bắt lấy góc áo, muốn cậu giúp cô nhóc hái một đóa hoa mềm mại. Sở Minh hái đóa hoa kia cài lên tóc cô bé, bế cô bé lên trêu đùa. Cô bé cười lên khanh khách, hai tay nhỏ bé vòng qua cổ Sở Minh, thơm cái, chụt, lên mặt cậu. Bởi vì bị ôm không cho đi, sở minh bèn ở trong vườn hoa chơi cùng cô bé một hồi, mãi đến khi y tá vội vội vàng vàng tìm đến, sau khi nói lời cảm ơn với cậu thì lập tức đưa cô nhóc trở về phòng bệnh. Lúc cô bé bị đưa đi còn quay đầu nhìn cậu đấy tiếc nuối, sở minh cười vẫy vẫy tay với nó, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một giọng cười mang theo ý trêu chọc của phụ nữ, đạo diễn sở thật thích trẻ con nha. Sở minh quay đầu lại, Nhàn nhạt liếc người nọ một cái. "Cô Dương, là tôi, thật khéo lại gặp nhau rồi." Dương Mân chậm chậm đi đến, nói, "Là đạo diễn Sở bị bệnh sao? Sao bên cạnh lại không có người đi cùng vậy?" "Sở Minh, tôi đến thăm người." "Ồ, là người nhà anh à?" Dương Mân nói, "Tôi cũng đến thăm người nhà đấy, thăm thành viên nhỏ này đây." Nụ cười này xinh đẹp mà kiêu ngạo, Sở Minh lại chỉ hơi cong môi, "Đứa bé à, chúc mừng." Dương Mân, đúng vậy, là bảo bối nhỏ với anh ấy." Cô ta gạt lọn tóc dài rủ xuống, như không để ý thả thêm một câu, "Hơn nữa, vì đứa bé này, Bạch tổng định để tôi dọn qua ở bên cạnh anh ấy an tâm dưỡng thai." Lúc cô ta nói câu này đầu mày khóe mắt đều như tắm trong gió xuân, như là thật sự rất vui mừng. Nói xong lại nhìn về phía Sở Minh, tựa như muốn từ chỗ cậu lấy được một chút đáp lại. Sở Minh lại bình tĩnh đối diện với cô ta, trong mắt không chút gợn sóng không có bất kỳ phản ứng gì dương mân anh tiếng chuông di động đột ngột vang lên cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ qua vài giây ngắn ngủi sắc mặt người phụ nữ đã có sự thay đổi tôi có chút việc đi trước cô ta nói tạm biệt đạo diễn sở lần sau lại nói tiếp sở minh làm ra một tư thế mời dương mân đi lướt qua trước mặt cậu đi chưa được bao xa đã dừng lại xoay đầu cô ta nói tốt nhất đạo diễn sở không nên ở đây lâu sẽ có phiền phức sở minh cái gì dương mân lại không hề nói thêm gì bước nhanh rời đi lúc cô ta bước đi luôn nhẹ nhàng che bụng nhỏ của mình lại đó là động tác theo bản năng sở minh im lặng nhìn theo bóng dáng cô ta vài giây sau đó chậm rãi trở về theo đường cũ đoạn đường từ vườn hoa đến bãi đỗ xe không dài trong lúc đó di động cậu vẫn luôn kêu Ban đầu sở minh còn có nhẫn nại nhìn lướt qua thông báo bên trên, sau đó liền dứt khoát không để ý đến nữa. Xe lái lên đường quốc lộ, trên đường đi có mưa nhỏ, từng giọt mưa tí tách đập vào cửa sổ, sau đó chảy xuống từng vệt nước ướt đẫm. Từ lúc người đứng đầu thừa ảnh lưu hạo bị phơi ra một loạt lời đồn, thừa ảnh liền lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không ít nghệ sĩ đã từng chịu áp bức của công ty lũ lực kết thúc hợp đồng, giải thoát khỏi địa ngục nước sôi lửa bỏng năm năm trước sở minh đặt chân vào giới giải trí đã ký bản hợp đồng đầu tiên với công ty này lúc này đây cậu lại bước chân vào cửa lớn công ty này lần nữa là vì chấm dứt hợp đồng quá trình kết thúc hợp đồng vô cùng thuận lợi sở minh vốn cho rằng dù nhiều dù ít thì cũng sẽ có trở ngại nhưng lãnh đạo trong công ty cũng không làm khó cậu thậm chí còn đưa ra lời giữ người chỉ là bị cậu từ chối khi cậu cầm theo hợp đồng của bản thân rời khỏi công ty không ngờ lại gặp được chàng thanh niên đã cứu ở bãi đỗ xe hôm trước đạo diễn sở nghe thấy có người gọi mình sở minh dừng bước xoay người nhìn sang trước mắt là một khuôn mặt hơi quen quen cậu mất vài giây để nhớ lại sau mới nói cậu là ý chí ý chí im lặng gật đầu vết thương trên mặt cậu ta sau mấy ngày đã nhạt đi không ít chỉ là thân thể vẫn còn chưa đứng thẳng được hình như chân cũng bị thương đối với khuôn mặt xuất chúng của chàng trai trẻ này sở minh vẫn là có chút ấn tượng cậu ta thấy cậu nhận ra mình liền bước đến trước mặt cậu vết thương của cậu thế nào rồi tốt lên nhiều rồi ý chí nhỏ giọng nói cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi sở minh để ý thấy trong tay cậu ta cũng có một phần hợp đồng hỏi cậu chấm dứt hợp đồng ý chí gật đầu nắm chặt lấy hợp đồng im lặng không nói thêm gì dáng vẻ cậu ta vừa thẹn thùng lại im lặng cũng không phải người nói nhiều. sở minh cũng không để ý, vừa khéo thang máy đến, hai người liền cùng nhau đi vào thang máy. trần ý chí đúng là đã bị thương, đi đứng khập khiễng. mới đầu sở minh còn cho rằng cậu ta lại bị nghệ sĩ cùng công ty bắt nạt, sau khi dò hỏi mới biết được là do tự cậu ta không cẩn thận bị ngã, cũng bởi vì việc này nên mới không có cách nào ở lại công ty nên đành phải kết thúc hợp đồng. trần bị thương rất khó đi về nhà, sở minh nói tôi đưa cậu về. Ý chí lắc đầu nói không cần, nhưng chân bị thương thật sự rất khó đi lại, nên cuối cùng vẫn bị sở minh đưa lên xe. Cậu ta ngồi trong xe hết sức câu nệ, dọc đường đi ngoại trừ chỉ đường thì cũng không nói thêm gì, còn cố hết sức cuộn mình lại trên ghế lái phụ, dường như sợ bản thân chạm vào sẽ làm hỏng xe sở minh. Sở minh đáp lời cậu ta, giọng điệu nhẹ nhàng mà tùy ý, không bao lâu sau thân thể vốn đang căng chặt rõ ràng đã thả lòng đi không ít, không còn khẩn trương như lúc ban đầu nữa. Cậu ta đáp lời sở minh, đầu vốn luôn cúi thấp cũng từ từ nâng lên vài phần, trong mắt đen nhánh chậm rãi chuyển động, dừng lại trên người sở minh một chút, xong cuối cùng vẫn rời đi. Nơi y chí ở vô cùng xa, là một tiểu khu cũ kỹ lộn xộn, một loạt nhà ngang kiểu cũ đứng dưới nền trời xám xịt, tường bị chóc vôi loang lổ, song sát ở lầu một cũng gì xét. Trên hành lang nhỏ hẹp đầy mùi ẩm mốc, sở minh đưa y chí lên lầu cậu ta ở, y chí vẫn luôn im lặng không nói gì, Mãi đến khi vào cửa rồi mới nói, "Cảm ơn đạo diễn Sở, nhà tôi lộn xộn nên không mời anh vào ngồi được." Phòng khách phía sau lưng cậu ta bày đầy các loại đồ linh tinh, ánh sáng tối tăm, sofa ở góc tường lộ ra một đoạn lò xo. Sở Minh cũng không để ý cười nói, "Không sao, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi đây." Ý Chí gật gật đầu, lui về phía sau một bước, chậm rãi đóng cửa lại. Bên ngoài nhà ngang không trung mới vừa rồi còn bị mây đen bao phủ lúc này đã quang đãng ánh sáng mặt trời nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống vừa vặn xuyên qua cửa xe chiếu vào trong mắt sở minh sở minh hơi nghiêng đầu tránh ánh sáng đang muốn đạp chân ga tăng tốc xe đã ong một tiếng tắt máy sở minh không biết vì sao xe lại đột nhiên không khởi động được hết cách cậu đành phải xuống xe xem xét ở ven đường cách đó không xa có một chiếc minibus đang đậu có một người đi từ trên xe xuống Sở Minh đang cúi đầu xem mui xe, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu còn cho rằng là những người khác đi ngang qua, rất tự nhiên quay đầu lại. Một chiếc khăn ướt che lại miệng cậu, cậu bị người dùng lực đè lại, choáng váng theo đó ập đến. Sức lực toàn thân mau chóng bị rút đi, cậu vô lực dẫy dụa một lát, cuối cùng mất đi ý thức, chìm vào trong bóng tối. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.